Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 98. Chương 971, Mỹ Nam Tử 2. Bến tàu mới chính là nơi duy nhất có thể cư trú lâu dài của người ngoại quốc sau khi tới Lam Điền. Từ khi Hoàng đình Lam Điền thực sự mở thương mại trên biển, nơi này từ một bến cảng hoang vu biến thành khu dân cư đông đúc. Người nơi này mỗi khi trời sáng vào thành Quảng Châu tiến hành các loại giao dịch hoặc là làm việc, tới khi trời tối đều phải về bến tàu mới cư trú, không một ai được ở lại Quảng Châu. Điều này áp dụng với toàn bộ người ngoại quốc bất kể thân phận. Đương nhiên, luật pháp trong quá trình chấp hành luôn để lại đường lui về phần nới lỏng cho ai phải xem thị bạc ti an bài. Người châu Âu tóc vàng mắt xanh, người nước Oa gầy gò thấp bé nhưng cần cù, rồi quý tộc Triều Tiên chạy nạn. Người Nam Á đen nhẻm, cùng với người Ả Rập mặc kín mít, mỗi tộc người đều chiếm cứ một nơi riêng ở bến tàu mới cho riêng mình. Bọn họ phân chia khu vực rõ ràng, đoàn kết với nhau, có điều nơi này rất nhỏ, bất kể va chạm nhỏ nào cũng có thể biến thành hỗn chiến mất kiểm soát. Hoắc Hoa Đức dẫn Tây Mông về tới bến tàu mới thì nơi này vừa mới phát sinh ra cuộc ẩu đả giữa quý tộc Triều Tiên và người Ả Rập. Kết quả là người Triều Tiên thắng, trên mặt đất nằm 7-8 cỗ thi thể người Ả Rập, bọn họ trúng tên mà chết. Người Triều Tiên là chủng tộc duy nhất được Đại Minh cho phép mang cung nỏ, đó là vì tình nghĩa lâu năm giữa hai quốc gia. Cho dù trước khi vào bến tàu mới, Thị Bạc Ti đã nói rất rõ, cho họ mang theo cung nỏ là để bảo vệ an toàn bản thân, không cho dùng trong ẩu đả. Nhưng mà mấy ai thực sự chấp hành. Đại Minh đặc biệt ưu đãi người Triều Tiên, nhất là quý tộc, vì họ biết ngôn ngữ, biết viết chữ Đại Minh, đó là nguyên nhân bọn họ chiếm hết ưu thế khi cạnh tranh với người nước ngoài. Bọn họ có công tác tốt nhất, chỗ ở tốt nhất, quy định cũng bớt hà khắc với họ. Nhìn thấy điểm ấy, Hoắc Hoa Đức cho rằng chuyện cấp bách hiện nay là phải học nói được tiếng Đại Minh, chỉ có thông qua trao đổi ngôn ngữ, hắn mới thể hiện được sở trường, ưu điểm của mình. Khi một quan viên Đại Minh tới bến tàu mới thị sát, điểm Hoắc Hoa Đức chú ý không phải họ nói gì, dù sao hắn cũng không hiểu, đám người Triều Tiên hiểu thì lại không phiên dịch cho hắn. Hắn chú ý cách ăn mặc. Trong đám người đó chỉ có một người được mặc trường bào xanh vải mềm, cho nên ở Đại Minh, không phải ai cũng có thể mặc trường bào xanh. Với thứ trào lưu thì Hoắc Hoa Đức tự nhận mình sẽ bắt kịp, vì khi ở London, hắn dựa vào chuyện này để kiếm cơm. Hắn tin tiếp cận người Đại Minh từ cách ăn mặc không sai được, mà ở bến tàu mới không thiếu thợ khéo tay, nhất là thợ may người Triều Tiên, y phục Đại Minh do họ làm ra rất được ưa chuộng. Nhờ Tây Mông lo liệu, Hoắc Hoa Đức có được hai bộ thanh sam mà người đọc sách Đại Minh hay mặc, khác với loại y sam thiên thanh đẹp mắt của quan viên, màu ngả sang phía lam nhiều hơn. Hoắc Hoa Đức mặc, thử tới 10 lần, cũng đòi sửa tới 10 lần, khi thợ may sắp nổi điên hắn mới trả tiền rời đi. Khi Hoắc Hoa Đức mặc thanh sam mang chút phong cách châu Âu, thêm vào tóc búi lên, cài châm, hắn nhìn người xa lạ trong gương, nói, có những cái đẹp giống nhau. Tây Mông ngây ra nhìn hắn, phong thái của ngài không ai bằng, chỉ là tối nay ngài thực sự chuẩn bị leo tường hẹn hò với nữ nhân Triều Tiên mỹ lệ kia à? Đúng vậy, vì nàng biết tiếng Đại Minh, ta hy vọng thông qua nàng tiếp xúc với một số người Đại Minh có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Nhưng mà ta không hiểu, nàng ta nói gì ngài không hiểu, ngài nói gì nàng ta cũng không hiểu, làm sao hai người có thể hẹn hò được? Hoắc Hoa Đức quay lại, có những lời không cần phải nói ra, có những chuyện không cần nói cũng hiểu, nữ nhân trong thiên hạ kỳ thực đều giống nhau. Khi ánh trăng lam nhạt từ mặt biển bay lên, đảo xa như cá kình lớn, sóng từ mặt biển xuất hiện, cuối cùng biến thành bọt trắng xô bờ. Rừng dừa rất nhiều mũi chẳng ngăn cản được đôi nam nữ nhiệt tình như sóng biển, hết đợt này tới đợt khác. Chàng giết chết ta rồi. À, ta chết rồi. Đúng, đúng, cứ như thế. Nhanh, nhanh chút nữa. Hoắc Hoa Đức và nữ nhân Triều Tiên đó hẹn hò nửa năm. Vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, nữ nhân đó bị thân tộc cho vào lồng trúc, du hành trên bãi biển. Hoắc Hoa Đức bi thương nhìn nữ nhân bụng đã to lên, nữ nhân đó cũng nhìn hắn si dại, hắn rút kiếm xông tới. Vừa chạy được hai bước thì người hầu Tây Mông đã nhào tới ôm hắn ngã lăn xuống đất, người châu Âu khác hợp lực kéo hắn về. Nữ nhân gào khóc, người Triều Tiên chẳng hề thương xót dìm nàng xuống biển,
biển khơi nhấn chìm nàng, nhấn chìm tiếng kêu thê thảm của mình. Sau khi người Triều Tiên rời khỏi bãi biển mới buông tay ra, nói với Hoắc Hoa Đức, chuyện kết thúc rồi. Vừa rồi ta thực sự muốn cứu nàng, các ngươi không nên ngăn cản ta. Hoắc Hoa Đức bần thần nhìn rừng dừa đằng xa, ở nơi đó nàng dạy ta văn tự Đại Minh, bọn ta ngồi trên bãi cát, nàng ôm tay ra, dạy ta viết từng chữ, nàng là nữ nhân tốt. Dù sao chúng ta cũng đạt được mục đích rồi, có thể đi tìm người Đại Minh. Tây Mông không quên kế hoạch, nhắc, Hoắc Đoa Đức lại chìm đắm trong bi thương, hắn không biết ở phương đông này. Nữ nhân vụng trộm với nam nhân khác sẽ phải chết, U Quất xua tay, đừng nói nữa, Khương Mỹ Lệ chết rồi, ta phả tới rừng dừa tưởng niệm nàng. Lại Thanh Ba gần đây rất bực mình, vì phạm sai lầm mà bị thị bạc ti đày tới bến tàu mới. Hắn ghét nơi này, vì bất kể lúc nào nơi này tựa hồ đều phát tán cái mùi thum thủm. Nhìn từng căn chòi dựng trên biển, trẻ con không miêu tả được hình dạng trần chuồng nhảy từ cầu gỗ xuống biến, sự ghét bỏ trong mắt hắn càng đậm. Nếu không phải hy vọng một ngày trở về thị bạc ti, Lại Thanh Ba bất kể thế nào cũng không muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây. Bên cạnh, hắn vây kín người Triều Tiên, đằng xa có thêm nhiều người oa đang đợi. Một số người châu Âu cường tráng không ngừng chào hỏi hắn, hy vọng được hắn chú ý để có thể tìm được công việc tốt hơn. Quốc gia của người Triều Tiên bị người Kiến Châu chiếm lĩnh rồi, bọn họ đành phải ngồi thuyền rời khỏi nơi đó. Còn những người khác, dù người oa hay người châu Âu, không sống được ở bản địa nữa mới tới Quảng Châu. Cuộc sống ở nơi này không như ý, nhưng dù là ai, chịu làm việc đều có thể ăn no. Chuyện này liên quan tới một điều luật của Đại Minh, bất kỳ ai cũng có quyền ăn no. Ở Đại Minh, cho dù là đánh cướp, nếu không làm hại người ta, chỉ lấy lương thực, mà ngươi lại thiếu lương thực thì dù quan phủ bắt được, hình phạt cũng rất nhẹ, cùng lắm là bị lao dịch thôi. Lúc này Lại Thanh Ba chỉ kiếm một nơi yên tĩnh để ngồi, rừng dừa yên tĩnh nhất, chứ ít cua bò đi bò lại, không có ai làm phiền hắn. Cát ở đó rất sạch, nhưng lại có một người. Lại Thanh Ba định quát người đó, đuổi đi, nhưng phát hiện trên mặt đất có văn tự. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hắn cho rằng là người Triều Tiên, tới gần không ngờ là người châu Âu tóc vàng mắt xanh, mặc nho sam vừa người, ngũ quan khác người Đại Minh, như được tạc khắc, cảm giác giống bức tượng. Nhìn nụ cười như ánh nắng của hắn, Lại Thanh Ba định nói, nhưng đối phương đã chắp tay nói trước, ta có ba kế, một kế giúp tiên sinh lên như diều gặp gió, một kế giúp ngài gia tài vạn quán, một kế giúp ngài thành chủ nhân chân chính của bến tàu mới, không biết tiên sinh thích kế nào. Lại Thanh Ba thoáng ngẩn người rồi cười ha hả, dù sao cũng đang buồn chán, ngươi nói thật kỹ xem nào, nếu có lý, ắt không bạc đãi ngươi. Chương 972, con số là thứ đáng sợ. Đại thư phòng, huyện Lam Điền, đăng cơ hoàng đế đã 3 năm vân chiêu chăm chỉ như cũ, ngồi sau bàn chất đống quyển tông, đặt văn thư xuống, ngẩng đầu hỏi Trương Tú, Trương Kiến Lương ở gia dục quan thế nào rồi? Thư ký Trương Tú đợi bên cạnh khom người đáp, hắn đã trở thành quan trị an, tuyển bộ 20 mãnh sĩ. Lấy danh nghĩa đoàn luyện tiếp quản thành phòng, dưới sự đàn áp bạo lực của hắn, nơi đó đã dần khôi phục trạng thái ổn định. Tri phủ Trương Dịch tới khảo sát trị an của gia dục quan, chuẩn bị khôi phục huyện Tử Tuyền, sau này nhân khẩu tăng lên sẽ thiết lập lại phủ Tử Tuyền. Ồ, sao hắn có lòng tin khôi phục Tử Tuyền thế? Ở nơi cách Tử Tuyền 70 dặm về phía Tây Nam, phát hiện mở sắt kính thiết sơn tắt lửa nhiều năm. Vân Chiêu cắt lời, khoan, có thấy mỏ vàng ở đó không? Vi thần thấy mỏ sắt quan trọng hơn mỏ vàng chứ ạ. Trương Tú nhìn Vân Chiêu lật xem văn thư do bộ giám sát gửi tới thì lấy làm lạ, sao bệ hạ lại quan tâm chuyện lặt vặt này như thế? Vân Chiêu vỗ vỗ chồng văn thư dày, gió nổi lên cuối buổi thanh bình, Đại Minh đã sản sinh ý nghĩa mang tính tích cực, để Trương Kiến Lương thu lại hùng tâm, nếu không, thế gian có thêm một Trương Bình Trung. Mai Thành Vũ vì chửi trẫm mà bị giam, không ai vì thân phận trẫm quá cao mà bị tăng thêm tội, hắn được đối xử công bằng. Đây là chuyện nhỏ, vì đứng ở góc độ của ngươi, nhưng với Mai Thành Vũ mà nói đó là cái họa ngợp trời. Giờ thì tốt rồi, sự công bằng đã tới với bách tính bình dân, thế gian thiếu đi chút hung bạo, trẫm rất hài lòng. Đây mới chỉ là một khởi đầu. Còn về phần Đằng Văn Hổ, Trương Tú chắp tay bẩm báo, trong 3 tháng, kẻ này bắt 19 tặc khấu, giết 3 tên, làm đạo tặc huyện Tích Xuyên tuyệt tích, làm kẻ trốn thuế kinh khiếp, đã lên làm bộ đầu rồi, là người tài.
Sùng Trinh chỉ biết biến Bách Tính thành tặc kháu, bệ hạ lại biến tặc khấu thành năng thần, đó là khác biệt lớn nhất giữa Hoàng Đình ta và Chu Minh. Vân Chiêu xua tay, chớ tán dương trẫm vội, xảy ra sự việc của Triệu Hưng là cảnh báo cho chúng ta, đúng sai thì trẫm không bình luận. Ngươi gửi văn thư cho Tiền Thiểu Thiểu, Hàn Lăng Sơn, Trương Quốc Trụ, Lô Tượng Thăng và đặc biệt là Từ Nguyên Thọ, trẫm nghĩ họ biết tiếp theo làm gì. Một quan viên tài cán, vì sao trong thời gian ngắn quên mất sứ mạng của mình, cái chết của hắn không đủ bồi thường tổn thất của hắn. Còn người như Hoắc Hoa Đức, nhất định phải trọng dụng. Trương Tú nghe rất kỹ, đang định đi thực hiện thì khựng lại, không hiểu, bệ hạ, Đại Minh sao lại tiếp nhận thứ rác rưởi đó. Thần chỉ thấy một kẻ cơ hội, lợi dụng người khác. Vân Chiêu đứng dậy đi tới quả địa cầu cực lớn trong thư phòng, xoay mạnh một cái, đợi quả cầu ngừng quay, đặt tay lên vị trí châu Âu, vì hắn muốn cuộc sống tốt hơn chủ động học ngôn ngữ Đại Minh. Khi ai ai cũng kiêu ngạo vì tiến vào Đại Minh ta, Bách Tính sẽ có thêm tự tin, tâm linh thêm cao quý, đợi sự tự tin thấm vào huyết mạch, trẫm sẽ đứng vào thế bất bại. Ngươi nói đạo lý này với quan viên của chúng ta, dưới tiền đề những người phương Tây này tuân thủ luật pháp của chúng ta, có thể đối xử tốt với họ một cách thích đáng. Ta tin các ngươi có thể nghiên cứu ra cách thích hợp dùng với họ. Trương Tú gật đầu, ôm văn thư rời đi. Vân Chiêu đẩy cửa sổ, Ngọc Sơn bên ngoài đã bạc đầu phần nào, thêm chút ý vị hùng hồn, thoáng nhìn tựa như cả ngọn núi cũng trẻ trung hơn. Mỗi năm Vân Chiêu đều sẽ tùy tiện chọn vài cái tên trên các loại tài liệu của Đại Minh. Sau đó giám sát bộ sẽ điều tra họ, ghi chép toàn bộ quá trình sinh hoạt của họ, cuối cùng đưa lên cho Vân Chiêu. Trong quá trình giám sát, không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, chỉ ghi chép lại. Đem chính xác cuộc sống của Bách Tính Đại Minh đặt ở trước mắt y, Trương Kiến Lương có tụ tập tạo phản cũng không can thiệp. Mai Thành Vũ bị chặt đầu cũng không cứu khỏi nhà lao, Đặng Văn Hổ, Triệu Hưng, Hoắc Hoa Đức đều thế cả. Thời khắc này Vân Chiêu là vị thần ở trên cao, cúi đầu nhìn bi hoan ly hợp thế gian, không mang theo chút tình cảm nào. Đúng vậy, trong mắt Vân Chiêu, những người kể trên không còn là người sống sờ sờ nữa, mà là con số sống động. Từ những con số đó, Vân Chiêu nhìn thấy Đại Minh đang phát triển lành mạnh trật tự. Một khi những con số này xấu đi, Vân Chiêu phải điều chỉnh sách lược. Những con số này là phong vũ biểu của xã hội. Xem xong hết con số, Vân Chiêu rất cao hứng, cho dù trong đống số liệu dày kia có những thứ không hợp tâm ý, nhưng không nhiều, kém xa số tốt. 3 năm trôi đi, Vân Chiêu không thông minh hơn, nhưng y trầm ổn kinh nghiệm hơn. Nghĩ tới hôm nay là ngày đại nhi tử Vân Chương về nhà thăm người thân, Vân Chiêu cũng không muốn ở lại thư phòng lâu. 3 năm qua, Vân Chương chỉ về nhà 2 lần, thêm nửa năm nữa đứa bé này sẽ hoàn thành chuyện học tập ở Hạ viện Thư viện, tham dự khảo thí Thượng viện. Hơn 1 năm không gặp đại nhi tử rồi, Vân Chiêu nhớ lắm, vội vàng về nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng Phùng Anh, Tiền Đa Đa và Vân Chương nói chuyện, y bước chậm lại. Ho một tiếng, Vân Chiêu đi vào viện tử mình sống, Vân Chương đang nói chuyện với hai vị mẫu thân, thấy phụ thân về, lập tức quỳ xuống, hài nhi không có nhà. Phụ thân có an khang không ạ? Vân Chiêu nhìn Vân Chương cao hơn, đen hơn, đã phần nào có sự chững chạc của thiếu niên, lại nhìn Vân Hiển đang tranh xích đu với muội muội Vân Sước. Nói với Phùng Anh, đứa bé này không xong rồi, giờ biến thành bộ dạng hèn mọn nhất của ta khi còn nhỏ. Phùng Anh lườm y một cái, Tiền Đa Đa cười ha hả. Vân Chương kệ phụ thân nói gì, hoàn thành hết nghi lễ thỉnh an mới đứng lên. Nhi tử đã cao 1,5 mét rồi, Vân Chiêu cảm thán không thôi. Đời sau thúc đời trước già đi chính là thế này đây, Vân Chiêu bóp vai nhi tử, ừ, rắn chắn lắm. Phùng Anh ở bên nói, sao chàng không hỏi chuyện học tập của con? Với ta mà nói, nhi tử tráng kiện, cao lớn mới là chuyện quan trọng, còn về phần học tập, con biết nỗ lực là đủ, không cần hỏi nhiều. Vân Chiêu vỗ vai nhi tử, hôm nay cha xuống bếp làm cơm cho con, muốn ăn gì nào? Phùng Anh mừng lắm, trượng phu đã lâu lắm rồi không xuống bếp nữa. Vân Chương lễ phép nói, con nhớ nhất thịt hấp của phụ thân. Vân Chiêu xoa đầu con, ừ, vậy thì ăn thịt hấp. Vân Chương quay ra sân hỏi, lão nhị, phụ thân xuống bếp làm thịt hấp đấy, đệ muốn ăn gì? Vân Hiển bế Vân Sước đặt lên xích đu, đẩy một cái thật mạnh, làm Vân Sước hoảng sợ la hét inh ỏi. Sau đó hắn chạy tới trước mặt Vân Chiêu, cha tới giờ rồi mà còn thích ăn mấy thứ cho người cùng khổ thế à? Cha khi còn nhỏ ngày ngày ăn cơm kê, đến nằm mơ cũng ăn thịt, tiếc là tổ mẫu con ít khi làm, ăn thịt hấp là chuyện cha thích nhất.
Vân Trương nói với Vân Hiển, Vân thị ta tôn quý, nhưng phụ thân nói, chúng ta làm quý tộc ở tinh thần, chứ không làm quý tộc ở thân thể. Vân Hiển nhìn ca cao cao lớn hơn hắn, đứng thôi cũng nề nếp tiêu chuẩn, thở dài, đệ đã quên đệ là hoàng tử, sao huynh còn nhớ, mình là hoàng tử. Bớt khảo nghiệm ta đi, lời hòa thượng nói không hợp với nhà ta. Huynh xem, bề ngoài huynh ăn mặc không khác gì học tử khác, nhưng cổ áo trắng như tuyết, tóc chải không rối một sợi, giày da trâu không có hạt bụi nào, huynh đã tự chia tách mình với đồng song rồi. Vân Trương cười, thả chẳng lẽ suốt ngày lười nhác như đệ, y phục không chỉnh tề, mới gọi là hòa mình với quần chúng à? Người thích chơi với đệ nhiều hơn huynh. Vân Chiêu quay sang bảo Tiền Đa Đa, kệ chúng nó cãi nhau, chúng ta đi làm thịt hấp thôi. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 973, người năng lực cao. Vân Trương, Vân Hiển rõ ràng đã đi lên hai con đường hoàn toàn khác nhau, vẻn vẹn chỉ nhìn tọa kỵ của chúng đã nhìn ra. Vân Trương thích bảo mã, thích vũ khí, khi ở Ninh Hạ đã sưu tập được không ít bảo mã, vào sinh nhật thứ 12 của hắn, đoàn quốc nhân tặng cho hai con hãn huyết bảo mã. Còn tên khốn Vân Dương, nếu không phải Vân Chiêu ngăn cản thì hắn đã tặng một khẩu đại pháo, thật không hiểu nghĩ cái quá gì trong đầu nữa. Dù thiếu đi đại pháo của Vân Dương thì Vân Trương vẫn có cả kho vũ khí nhờ chịu khó sưu tầm. Chuyện Vân Trương thích làm nhất là đi săn, hắn từng nghiêm túc nói với Vân Chiêu, sau khi tốt nghiệp thư viện, hắn muốn vào quân đội rèn luyện, vì thế hắn miệt mài chuẩn bị. Vân Hiểu thì khác hoàn toàn, giờ hắn thích nhất là cái xe đạp, suốt ngày đạp đi khắp nơi, nếu không phải xe hơi chạy bằng hơi nước quá nhiều vấn đề, hắn ắt thích xe hơi bốn bánh hơn. Cái xe đạp của hắn khảm bảo thạch vàng bạc, giá trị vô song. Mỗi khi hắn đạp xe, theo sau có rất nhiều người, chỉ cần một hai viên bảo thạch vô tình trong túi rơi ra, với người bình thường mà nói, đây là khoản tài phú lớn. Đứa bé này theo học Khổng Tú, chẳng thành quân tử như Vân Chiêu hy vọng, mà đang thẳng tiến một đường thành dân hippie. Vân Trương cũng chẳng bị đám Từ Nguyên Thọ dạy dỗ thành hoàng đế tiêu chuẩn, càng không bị hun đúc thành người mưu sâu kế xa, mà thành tên thích dùng võ lực chinh phục người khác. Một người chiếm hữu quá nhiều tài nguyên không thích dùng âm mưu quỷ kế với người khác, thậm chí hắn coi thường sự cẩn thận của Từ Nguyên Thọ. Càng không thích cách làm việc tính trước toán sau, hắn thấy có thể dùng đại pháo chinh phục cả thế giới. Vân Hiển rất tò mò, hắn muốn đi khắp thế giới chứng thực những điều phụ thân kể cho nghe từ nhỏ. Vân Chiêu làm một chậu thịt hấp, nói là y làm thực ra là đứng trong bếp chỉ huy chủ tử làm. Chủ tử quá hiểu cách làm, cho nên Vân Chiêu cứ chỉ huy, họ có làm đúng theo hoàng đế chỉ huy không thì trời biết. Tiền Đa Đa đích thân bê chậu thịt hấp, Tiền Đa Đa bê đĩa bánh mềm ra đặt trên bàn. Vân Hiển đang giảng cho ca ca nghe nguyên lý của xe đạp, người thấy vội vàng chạy tới, nửa chừng nghi hoặc nhìn cha mẹ quay đầu bảo Vân Trương, cha đang đào hố chúng ta đấy. Cẩn thận! Vân Trương thì đi tới gắp thịt kẹp vào bánh mềm, làm liền 5 cái, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên. Vân Chiêu thở dài nói với hai lão bà, chúng bị người ta dạy hư rồi. Sau đó chắp tay đi, Tiền Đa Đa và Phùng Anh cũng nối nhau đi theo. Vân Hiển gãi đầu, rốt cuộc chúng ta làm sai cái gì nhỉ? Vân Trương không đáp, xoay người bế muội tử từ trên ghế đu xuống, sau đó đứa muội tử bị cả nhà sủng ái tới vô pháp vô thiên tấn công món thịt hấp không biết để ý tới ai. Đệ không ăn sao? Dù đệ rất thích ăn, nhưng mà cứ có cảm giác ăn vào hậu quả nghiêm trọng. Vân Hiển cổ xoay qua xoay lại, nhìn thịt lại nhìn phụ thân đi xa, hay là chúng ta trả thịt cho cha nhé? Đệ không thấy cha cho chúng ta thịt hấp là có hàm nghĩa khác à? Không đâu, nếu mà cha bất mãn với chúng ta thì ra tay đánh luôn rồi, không cần đánh đố đâu. Vân Trương gật gù, ta cũng thấy thế, hai chúng ta nghĩ nhiều rồi. Vân Sước cho dù tham ăn, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, ăn chẳng được bao lâu đã no. Ngang nhiên chùi mép vào y phục sạch sẽ của Vân Trương, sau đó lại quay về chơi xích đu, gọi Vân Xuân đẩy mình thật cao. Vân Hoa đi tới, thấy cả một bàn thịt mừng rỡ, đại công tử, nhị công tử ăn chưa? Vân Hiểu lắc đầu, bọn ta không ăn. Ê, khoan. Cho dù Vân Hiển nhanh chóng phát hiện chỗ không ổn, đồng thời lên tiếng ngăn cản, rốt cuộc vẫn chậm một bước, bị Vân Hoa bê đi mất còn lớn tiếng gọi Vân Xuân cùng ăn thịt thừa của hai vị công tử. Nhìn cả chậu thịt mau chóng biến mất trong hai cái động không đáy, Vân Trương nói, thế này chúng ta thiệt lớn rồi.
Chập tối Vân Chiêu đốc thúc hai nhi tử viết chữ, hỏi tung tích chậu thịt buổi trưa, sau đó thở dài thêm lần nữa bỏ đi. Lần này cả hai huynh đệ đều lo lắng, chúng không hiểu vì sao cha thở dài những hai lần, chuyện nghiêm trọng rồi. Hậu trạch, Vân Chiêu nhìn Phùng Anh và Tiền Đa Đa, các nàng đoán xem hai đứa chúng nó sẽ làm thế nào. Tiền Đa Đa nói, Từ Nguyên Thọ, Trương Hiền Lượng, Khổng Tú sẽ thông qua lời kể của Trương Nhi, Hiển Nhi suy ra các loại giải thích, phu quân, chàng trêu chọc chúng thế có thích hợp không? Vân Chiêu thoải mái nói, muốn bồi dưỡng cách tư duy chính xác cho chúng thì truyền rất quan trọng. Phùng Anh cười khổ, hai đứa bé ngốc, bọn chúng căn bản không biết chuyện này vốn không có đáp án, nhưng bọn chúng lại cấp bách tìm đáp án. Hỏi tiên sinh rồi, đáp án sẽ đủ loại, khi đó chàng phủ quyết đáp án của chúng sẽ là đả kích lớn đến tự tin của chúng. Vân Chiêu lắc đầu, tự tin của chúng tới từ các tiên sinh, chứ không phải là chúng, cho nên không thể nói tới tổn thương. Tiền Đa Đa thắc mắc, nếu chúng ăn luôn thịt thì sao? Vân Chiêu bực mình, hai thằng tiểu vương bát đản, thịt cha cho con, vốn là nên ăn, nhà ta đã bao giờ lắm trò vòng vèo như thế chứ? Tiền Đa Đa ôm tay cánh tay Vân Chiêu, nói vậy là hai đứa nó chọn kết. Quả tệ nhất rồi. Vân Chiêu thở dài, điều ấy chứng tỏ bất kể là Tân Học Từ Nguyên Thọ hay Nho Học Khổng Tú đều nói với con của chúng ta là quân chủ, là hoàng đế, chứ không phải là cha chúng. Chứng tỏ họ thay đổi cách giáo dục, tâm của họ vẫn không thay đổi, vẫn theo quy củ cũ. Ta rất lo lắng giáo dục toàn dân đã thực hiện 3 năm rốt cuộc có phá bỏ được cái cũ, đạt mục đích ta muốn không. Đây là điều Vân Chiêu lo nhất. Trở về đại thư phòng, bất ngờ gặp Vân Dương. 200 gian phòng học mà ngươi quyên tặng thế nào rồi? Vì trong lòng nghĩ tới chuyện giáo dục con cái, cho nên Vân Chiêu gặp Vân Dương, ngay lập tức hỏi chuyện mình muốn biết nhất. Vân Dương vô trách nhiệm đáp, không biết, dù sao thì thần bỏ tiền, đám người đọc sách kia dạy học, nghe nói cũng coi như chăm chỉ. Vân Chiêu vừa hỏi ra một cái là biết mình hỏi nhầm người rồi, bọn họ lại thúc giục người. Vân Dương biết không qua được mắt Vân Chiêu, thật thà khai, Lý Hồng Cơ đi Bắc Hải, không bị cái lạnh tiêu diệt. Bọn chúng kiên cường sống sót, vòng qua chúng ta đi về phía Tây, vì chúng hành quân ở cực Bắc, chúng ta không ngăn cản được. Ngô Tam Quế ở Cẩm Châu thực hiện kế sách vườn không nhà trống, Đa Nhĩ Cổn ở Triều Tiên thanh trừ lực lượng cuối cùng trung thành với Triều Tiên Vương, hoàn thành khống chế hoàn toàn Triều Tiên. Binh bộ, tham mưu bộ cũng với các lộ tướng lĩnh đều thúc giục thần mau mau xuất binh đánh một trận diệt người Kiến Châu. Áp lực chỗ thần lớn lắm, cảm giác nếu còn không xuất binh, chúng ta phải đối diện với cục diện giống Tùy Đường và Cao Ly. Vân Chiêu mỉm cười không để ý, chúng ta tấn công Triều Tiên hơn nghìn năm, đã bao giờ thực sự sở hữu mảnh đất đó chưa? Chưa, Lý Đường năm xưa từng công phá Triều Tiên, Mông Cổ cũng từng chiếm đóng Triều Tiên, đều là chuyện cũ rồi. Công chiếm không tính là sở hữu, chuyện đó không có ý nghĩa gì, ta muốn bình an lâu dài kìa. Xâm chiếm một mảnh đất khi nơi đó đã có ý thức quốc gia dân tộc là chuyện gần như không thể. Vân Dương lấy làm lạ, không tấn công thì càng khó đạt được tâm nguyện của bệ hạ. Chỉ có khi nào toàn tâm toàn ý muốn quy thuận mới thực sự có bình an. Hàn Lang Sơn vừa mới đi vào, ở sân nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, không chịu nổi bộ dạng ngu xuẩn của Vân Dương nói. Vai trò bọn chúng giống như đám Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung trước kia ở Đại Minh, đợi người Triều Tiên tuyệt vọng rồi. Chúng ta ra tay chưa muộn. Chương 974, ai rồi cũng thay đổi. Tổng thể mà nói, chiến lược lớn của quốc gia đều thông qua quá trình tranh đấu mới sinh ra. Hoàng đế có cái nhìn không giống người khác về kẻ địch, không vì Kiến Nô trước kia từng gây tổn thương không thể bù đắp với bách tính Đại Minh mà nóng lòng diệt sạch toàn bộ. Bởi vì kẻ địch cũng có giá trị, đôi khi giá trị của kẻ địch còn cao hơn cả đồng minh, cho nên phải đối đãi cho tốt. Kẻ địch có thể lợi dụng ở quanh Đại Minh không còn nhiều. Vì thế lúc này ngay cả Kiến Nô trở nên rất quý giá. Cuộc sống của những nước nhỏ bên cạnh quốc gia lớn cường thịnh nhất định rất thống khổ, bất kể quốc gia lớn đó theo đuổi chế độ nào, kết quả những nước nhỏ xung quanh cũng không đổi. Dù là quốc gia lớn kia có nhã nhặn thế nào chăng nữa, trong quá trình quốc gia qua lại với nhau, nước nhỏ chắc chắn là bị thiệt, ví dụ voi làm hàng xóm với chó. Dù voi không hề có ý hại chó, nhưng cuộc sống của chó vẫn vô cùng khốn khổ, nó luôn phải dè dặt cẩn thận, tránh bị voi vô tình dẫm chết. Huống hồ Đại Minh hiện đang có một vị hoàng đế xuất thân cường đạo. Ba phương hướng Tây Nam Bắc của Đại Minh đã hoàn thành nhiệm vụ thu phục quốc thổ, lúc này Kiến Nô ở phía Đông trở nên vô cùng chướng mắt.
chuyện ở Liêu Đông với Vân Chiêu mà nói không gấp gáp gì, so ra thì Vân Chiêu càng quan tâm tới giáo dục toàn dân mình bố trí 3 năm trước. Nói một cách chính xác thì chuyện này tới tiến hành lung tung beng hết cả. Khi toàn dân tổ chức giáo dục, chuyện kỳ quái gì cũng có. Cũng khó trách, đây là công trình có quy mô quá lớn, lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó để học hỏi, cho nên mạnh ai nấy làm, bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Điểm này Vân Chiêu đã có chuẩn bị tư tưởng, hơn nữa cũng chuẩn bị đón nhận hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà so với cái chuyện toàn dân mù chữ thì Vân Chiêu thấy hậu quả gì cũng nhẹ chán. Tỷ lệ bách tính Đại Minh trước khi triển khai toàn dân biết chữ cùng giáo dục toàn dân, trong 1.000 người, có thể đọc được chỉ, được 1 người rưỡi, còn bây giờ tăng lên 4 người rưỡi. Từ Nguyên Thọ mặt nghiêm nghị, nhìn báo cáo đọc không sai nửa chữ, đợi ông ta đọc xong bỏ kính xuống, Vân Chiêu mới hỏi, tiên sinh tin con số thống kê đó à? Đại Minh mở trường nuôi sĩ tử 300 năm, mới có quy mô 1.000 người được 1 người rưỡi biết chữ, chúng ta 3 năm tăng lên 3 người, bình quân mỗi năm tăng lên 1 người. Một năm bằng 300 năm của Đại Minh, sự thánh minh của bệ hạ xưa nay chưa từng có. Rõ ràng là tiên sinh không tin, vì sao còn đọc trước mặt trẫm? Từ Nguyên Thọ lau kính xong lại đeo lên, thần muốn bệ hạ thấy, quan viên của bệ hạ vô sỉ như thế nào. 3 năm qua, bọn họ vì công tích mà hạ thấp tỷ lệ biết chữ của bách tính Chu Minh, vì đề cao thành quả giáo dục, nên xuất hiện thống kê này. Lão thần thậm chí tin rằng, cho dù bệ hạ có phái giám sát bộ xuống tra, kết quả cuối cùng có được cũng không khác là bao, đó là bản lĩnh làm quan của người ta. Có điều lão thần lấy cái đầu trên cổ đánh cược với bệ hạ, người đọc sách ở Đại Minh ta tuyệt đối không nhiều như báo cáo, giáo dục toàn dân cũng không có tiến triển lớn như thế. Vân Chiêu nhận lấy văn thư nhưng không đọc mà ném lên bàn, trẫm cũng đánh cược với tiên sinh, 3 năm qua tỷ lệ biết chữ của bách tính Đại Minh tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào của Chu Minh. Trẫm biết, trong này nhất, định có rất nhiều trò kỳ quái để đạt được mục tiêu, có điều chúng ta vẫn phải tin tưởng quan viên của mình, họ chưa vô sỉ tới mức biến không thành có. Từ Nguyên Thọ tới giờ vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên Vân Chuyên đổi ý, bệ hạ gấp gáp, quan viên phía dưới cũng gấp theo. Khi mọi cùng gấp thì không nghĩ nhiều nữa rồi, hoàn thành nhiệm vụ, giữ mũ ô sa mới thực tế. Chuyện giáo dục không gấp được, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, cần thong thả tích lũy. Bệ hạ chớ vì thần một lòng đặt ở Thư viện Ngọc Sơn cho rằng vì bồi dưỡng tinh anh, không để ý tới giáo dục cơ sở. Thực sự là, Đại Minh mới đi vào chính đạo, chúng ta cần nhân tài gấp, mới có thể đưa Hoàng Triều Lam Điền do bệ hạ sáng lập tới đỉnh cao, có đỉnh cao này, con cháu có kém cỏi cũng phá được vài năm. Vân Chiêu rót trà đẩy tới cho Từ Nguyên Thọ, có khai quốc hoàng đế nào không muốn đẩy Hoàng Triều tới đỉnh cao, nhưng bọn họ có thay đổi được gì không? Bạo Tần không làm được, Cường Hán không làm được, Thịnh Đường, Hùng Minh cũng thế, bao nhiêu hoàng đế không thành công. Chứng tỏ con đường đó là sai, trẫm còn trẻ, còn có thời gian, có tinh lực, cũng có kiên nhẫn đi trên con đường tiền nhân chưa từng đi qua. Nay Đại Minh ta binh cường mã tráng, mặc dù Kiến Nô còn ở Liêu Đông cũng chỉ là ghẻ ngứa ngoài da mà thôi. Cho nên trẫm không ngừng thí nghiệm, cho dù là sai, chỉ cần không chạm vào gốc rễ, trẫm còn có vốn mà làm lại. Năm xưa Tùy Dương Đế cũng là một người hùng tài đại lược, hắn cũng làm rất nhiều thí nghiệm, đáng tiếc kết quả thí nghiệm của hắn là mất cả Giang Sơn. Từ Nguyên Thọ nhắc nhở, đế vương quá thông minh đôi khi là một mối họa, Trình Nhiên xua tay, đó là bởi vì hắn đã đụng chạm vào căn bản, quan lũng thế gia thẩm thấu vào triều đường của hắn. Nếu như không tạc Vận Hà, không chinh phạt Cao Câu Ly, hắn khó mà tạo dựng quyền uy của mình, cho nên mới nói, hắn là chó cùng rứt dậu, so với trẫm ung dung bố trí là chuyện khác. Những đạo lý này tiên sinh dạy trẫm, chẳng lẽ tiên sinh quên rồi sao? Hay là tiên sinh tuổi đã cao rồi, không còn hùng tâm tích cực tiến thủ nữa, chỉ muốn khư khư giữ mình? Từ Nguyên Thọ chỉ tiếc mấy năm trước không đủ mạnh tay, bây giờ vị thế của Vân Chiêu đã không gì lay chuyển nổi nữa, thôi vậy, Giang Sơn là Giang Sơn của bệ hạ. Thầm làm lão sư, chỉ có thể toàn tâm toàn ý giúp người giữ Giang Sơn thôi, còn về phần cái khác đã vượt qua phạm vi năng lực của thần rồi. Lão thần hiểu, kiến lập một vương triều gian nan cỡ nào, chúng ta chiến tử nhiều người như vậy, tiêu hao nhiều tháng năm như thế. Bách tính thiên hạ chịu khổ như thế, còn có bao nhiêu nhiệt huyết của đệ tử thư viện chỉ vì lấy vận mệnh để mong một thịnh thế tới. Vậy mà bệ hạ không biết trân trọng. Nhìn theo bóng lưng tiêu điều của Từ Nguyên Thọ khi rời đại thư phòng, Vân Chiêu khẽ lắc đầu, nói với Trương Tú ở bên, trẫm có phải người không biết quý trọng máu tươi của anh liệt sao?
Trương Tú khom người chắp tay, bệ hạ chẳng những trân trọng mà còn vì quá bận tâm mới làm thế. Từ Sơn trưởng đã già, học thuyết Hoành Cừ lại nhiều thiếu sót, nói cho cùng thì giống nho giáo của Đổng Trọng Thư. Đều là thứ học vấn phục vụ cho vương triều, không phải vì bách tính, Từ Sơn trưởng đã lún quá sâu vào cái hố đó. Từ khi bệ hạ chấp hành chính sách giáo dục toàn dân tới nay, thay đổi lớn nhất không phải là các châu huyện Đại Minh, cũng không phải các học đường mọc lên khắp nơi, mà là Thư viện Ngọc Sơn. Giờ các học tử của Thư viện Ngọc Sơn đột nhiên phát hiện, bọn họ không còn là nguồn quan lại duy nhất của Đại Minh nữa, với họ mà nói là uy hiếp rất lớn. Biến hóa hiện thực này ép Thư viện Ngọc Sơn phải không ngừng giảm thiểu học vấn mạch Hoành Cừ tối nghĩa khó hiểu, không thể không tăng thêm các tiết học toán học, vật lý, địa lý có tác dụng cao hơn. Thần nghĩ, chỉ cần duy trì thêm một thời gian nữa, giáo dục Đại Minh sẽ càng thêm toàn diện, tinh anh sẽ xuất hiện lớp lớp, sẽ còn ưu tú hơn học tử Thư viện Ngọc Sơn bồi dưỡng ra bây giờ. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử Hai tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 975, thủ đoạn chính trị ai cũng ghét. Trương Tú là thư ký ở bên cạnh Vân Chiêu thời gian lâu nhất. Hắn không giống với bất kỳ thư ký nào trước đó, nhất là hắn phán đoán tương lai rất ít khi sai, là nhân vật có thể sánh với Đỗ Như Hối thời Đường. Từ Ngũ Tưởng, Dương Hùng mặc dù là nhân vật hùng tài đại lược, nhưng năng lực của bọn họ cơ bản thể hiện ở năng lực chấp hành. Bọn họ chưa được như Trương Tú từ chuyện nhỏ mà phán đoán ra đại khái xu hướng sự thể phát triển. Có điều Trương Tú cũng có khuyết điểm, người này tâm tính tương đối u ám, lòng dạ không đủ rộng lớn, hắn nhìn rõ được tương lai người khác, lại không nhìn ra tương lai bản thân. Nói cách khác, hắn có thể làm mưu sĩ cấp cao, không thích hợp làm quan viên đường đường chính chính trên triều đường giống Đỗ Như Hối. Trong ký ức của Vân Chiêu, người này càng giống Diêu Quảng Hiếu, hắc y tể tướng của Chu Lệ, bệ hạ, Dương Hùng cầu kiến. Trương Tú nhân lúc Vân Chiêu dừng tay uống trà, đẩy cửa vào bẩm báo, nói thêm, vẫn chuyện đó hạ. Vân Chiêu nghe đã đau đầu, tên này mâu thuẫn với Chu Quốc Bình rất sâu, tranh chấp không ngớt. Bệ hạ, không thể cứ giảng hòa mãi, trong hai người bọn họ, bệ hạ phải chọn một thôi. Đều là tay trái với tay phải, chẫm bỏ thế nào? Bệ hạ, đau dài không bằng đau ngắn. Trương Tú giữ quan điểm, nay bộ khoái do Chu Quốc Bình thống lĩnh và đoàn luyện doanh do Dương Hùng thống lĩnh đã thành thế nước lửa, nếu không ra tay, thần lo bọn họ sẽ giàn quân đánh nhau. Vân Chiêu bập hắn một cái, hai người đó đánh nhau thì có thể, doanh bộ khoái và doanh đoàn luyện không có khả năng đánh nhau. Nhưng theo các nguồn tin mà thần thu được, giữa hai thế lực đó đã không nhìn mặt nhau nữa, mâu thuẫn có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Ở địa phương mà đạo phỉ còn hoành hành như Hồ Nam, Tương Tây cùng với Thái Hành Sơn, thế cục nguy như trứng chồng. Trương Tú chắp tay, bộ khoái cho rằng bắt giữ tội phạm, đạo tặc là công vụ của họ, đoàn luyện doanh chỉ bảo vệ thành trì, khi nào có bạo luận xảy ra, được bộ khoái doanh mời, mới có thể hành động. Căn nguyên mâu thuẫn là do ở nơi hiếm hoi còn có đạo tặc hoành hành ấy, đó là nguồn công lao duy nhất của họ. Năm tháng Thái Bình, ai chẳng muốn ra sức leo lên, nhưng không có công lao thì rất khó khăn. Nhiều quân nhân không hợp quân đội thoái ngũ thành đoàn luyện hoặc bộ khoái, đem diệt đạo tặc thành cơ hội cuối cùng. Đây vốn là chuyện tốt, mọi người cạnh tranh với nhau có lợi cho tiểu phỉ, nhưng về sau phát triển thoát khỏi bản ý ban đầu, đã tới lúc chỉnh đốn rồi. Vân Chiêu hỏi, ngươi khuyên hưởng xử lý ai? Trương Tú khom người nói, xử lý ai cũng được ạ, đều do bệ hạ cân nhắc. Vân Chiêu gõ gõ tay lên bàn một lúc, nói, gọi cả Chu Quốc Bình tới cho ta. Trương Tú vội vã rời đi. Không lâu sau Dương Hùng từ ngoài đi vào, sau khi thi lễ với Vân Chiêu thì ngồi xuống ghế nhắm mắt trầm tư. Lúc này Dương Hùng đã thoát hẳn ra khỏi cái dáng vẻ học sinh ngày trước, ba chòm râu dài chăm sóc cẩn thận lất phất trước ngựa, thêm vào chiều cao 8 xích, ngồi đó trông như quan công. Nhân lúc Chu Quốc Bình chưa tới, ngươi nói gì thì nói đi. Vân Chiêu gõ gõ bàn, không hiểu từ bao giờ y tạo thành thói quen này, bẩm bệ hạ, thần không phải là người nói xấu sau lưng người khác. Xưa nay ngươi vốn lòng dạ rộng rãi, sao lần này lại cố chấp như thế? Dương Hùng mở mắt ra, bẩm bệ hạ, không còn cách nào khác, bộ khoái bắt đạo tặc là đủ, diệt cường đạo trong rừng sâu phải là chuyện của đoàn luyện. Vân Chiêu hừ một tiếng, đám này qua mắt được Trương Tú chứ sao qua mắt được y, đợi lát nữa qua được Chu Quốc Bình mới là bản lĩnh của ngươi. Nếu không hai người các ngươi ra diễn võ trường đánh nhau đi, có kết quả rồi hãng tới đây nói ý đồ thực sự của các ngươi.
Dương Hùng bị Vân Chiêu nhìn ra thủ đoạn không sợ còn mừng, bây giờ gặp trực tiếp bệ hạ hơi khó khăn, không thể không dùng chút thủ đoạn. Nói rồi lấy trong lòng ra một văn thư đặt lên bàn Vân Chiêu. Vân Chiêu mở ra xem, kế hoạch đưa đoàn luyện tới Tây Vực, Ô Tư Tàng, Đài Loan và Mã Lục Giáp. Dương Hổ vội nói, vâng, nếu như đều là quốc thổ Đại Minh thần cho rằng nên có đoàn luyện. Trẫm đoán chừng Chu Quốc Bình cũng muốn đưa bộ khoái tới những nơi này. Vâng ạ, thần cho rằng đoàn luyện phải gánh lấy trọng trách bảo vệ an toàn trong nước. Vân Chiêu xua tay cắt lời, bớt mấy lời thừa thãi đó đi, trẫm không có thời gian đâu, nói thẳng, muốn làm gì. Dương Hùng ưỡn ngực lên, thần muốn thực thi chế độ đoàn luyện khác vùng. Đoàn luyện bảo vệ bản địa là không thỏa đáng, dễ sinh ra tư tưởng bảo hộ địa phương, không có lợi cho việc đoàn kết. Đó là nguyên nhân Chu Quốc Bình và Dương Hùng cố ý gây mâu thuẫn. Nếu Vân Chiêu không đồng ý yêu cầu của bọn họ, hai người này sẽ có cớ mâu thuẫn để ra tay với hệ thống đoàn luyện, bộ khoái trong nước. Giờ người dưới ai cũng có lòng riêng, đó là tình thế Vân Chiêu phải đối diện, các ngươi phát hiện ra vấn đề gì rồi. Vi Thần và Chu Quốc Bình mạnh tay với một số kẻ, kết quả có người kết thành liên minh đối kháng. Nguyên nhân? Thần không hỏi, trực tiếp ra tay xử lý là được rồi. Vì sao không hỏi? Vì thần lo. Dương Hùng nói tới đó rốt cuộc có chút bất an, thần lo bệ hạ nổi giận sẽ. Vân Chiêu vỗ bàn, ngươi lo trẫm lặp lại chuyện cũ của Chu Nguyên Chương sau khi đăng cơ giết chết Lý Thiện Trường, Lam Ngọc sao? Dương Hùng rối rít chắp tay, tội không tới mức đó hạ, nhưng mà hành vi cực kỳ ác liệt, nếu tiếp tục để phát triển, sẽ dẫn tới mức đuôi to vẫy không nổi, những kẻ đó luôn cho rằng phải đoàn kết với nhau mới thể hiện được thực lực cường đại của chúng. Cần xử lý thì phải xử lý. Vân Chiêu đứng lên đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng vỗ vỗ nhẹ lên vai Dương Hùng, cảm giác rõ ràng là run khe khẽ, có điều nhanh chóng đứng thẳng tắp. Khi Chu Quốc Bình tới thì Vân Chiêu và Dương Hùng đang uống trà, nói chuyện, thần sắc thoải mái, không giống bàn việc công. Dương Hùng đánh mắt với Chu Quốc Bình, nàng liền ngồi xuống đối diện với Vân Chiêu, đích thân pha trà hầu hạ cả hai nam nhân. Hai người muốn nhất chính là quyền lực, lần này muốn vòng qua trung ương thẩm tra, xử lý một số người, tiếp đó mong có được trẫm ủng hộ, nói thật đi, hai ngươi vì sao lại nghĩ như thế? Chu Quốc Bình thêm nước cho Vân Chiêu, dùng ưu thế nữ nhân thỏ thẻ, bệ hạ không tin bọn thần sao? Vân Chiêu cười mà không đáp, Trương Tú vào cùng Chu Quốc Bình lên tiếng, bệ hạ tin hai vị, nhưng như thế chưa đủ. Chu Quốc Bình vừa rồi như mèo nhỏ, thoát cái đã lộ bản chất hung dữ quát, chỗ này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Trương Tú thản nhiên, bệ hạ nói ra sẽ tổn thương các vị, cho nên hạ quan nói tốt hơn. Chu Quốc Bình thấy Vân Chiêu không lên tiếng thì thở dài, cả bọn thần cũng không được sao. Trương Tú dứt khoát nói, cả bệ hạ cũng không thể vượt qua pháp bộ, vượt qua đại hội đại biểu nhân dân để làm chuyện hai vị muốn làm. Hành vi của hai vị lần này còn nguy hại hơn cả đám người kia kéo bè kết phái. Cái gì? Chu Quốc Bình nổi nóng, Vân Chiêu đặt tay lên tay nàng, giữ cái chén định ném ra. Quy củ rất quan trọng. Hoàng đế hay bất kỳ ai cũng không thể một tay che trời. Hai người các ngươi muốn thanh lý đội ngũ, vậy thì đi theo lưu trình đi. Dương Hùng giờ mới lên tiếng, bệ hạ, nếu đi theo lưu trình thì còn gì bí mật nữa. Vân Chiêu cầm chén trà lên uống, tiêu diệt kẻ địch càng nhanh càng tốt, xử người mình thì càng chậm càng tốt. Với kẻ địch, chúng ta tiêu diệt triệt, để, giết nhầm hơn bỏ sót. Với đồng bạn thì cẩn thận tới mấy cũng không hại gì. Chương 976, Hội huynh đệ. Sau khi công thành danh toại cần tách khỏi bằng hữu cũ, điều đó với hoàng đế là đúng. Sau khi công thành danh toại, bằng hữu cũ trách khỏi hoàng đế cũng là phương thức ứng đối chính xác. Những người từng lập công lao cái thế không phải là không nhìn rõ tình thế, nhưng mà họ tiếc, một người khi đã nắm quyền lực trong tay rồi họ không nỡ buông tay nữa. Cho dù biết rõ mình sắp phải đối diện với chuyện thỏ hết chó vào nồi, bọn họ vẫn còn mang tâm lý cầu may cho rằng mình là ngoại lệ. Vân Chiêu sở dĩ còn tin tưởng bằng hữu ngày trước là vì y còn trẻ, gan vẫn còn lớn, y thậm chí cho rằng chỉ cần mình còn sống, cái quốc gia này sẽ hoàn toàn trong tay mình. Con người không vì tiếp xúc cuộc sống mà làm vòng tròn ngày càng lớn hơn, kỳ thực là quá trình không ngừng rút gọn, hy vọng một người trưởng thành thổ lộ chân tình với người khác là vớ vẩn. Quan hệ giữa Bá Nha và Trung Tử Kỳ trong mắt Vân Chiêu càng giống hai bệnh nhân tâm thần. Những đứa bé mà Vân Chiêu mua về thì có thể coi như đồng bạn, còn người vào thư viện Ngọc Sơn sau đó thì là người bình thường, có thể hy sinh, có thể giết chóc. Tết Trung Thu,
Vân Chiêu tổ chức tửu yến ở Ngọc Sơn, người có tư cách tham gia yến tiệc này không nhiều. Khi uống rượu ở Ngọc Sơn, mọi người đều thích mặc áo bào trắng, bất kể nam nữ, trong đó Tiền Đa Đa mặc áo bào trắng đẹp nhất, đó là điều tất cả công nhận. Loại trường hợp này Phùng Anh không tới, cũng không cách nào tới, thấy Vân Hiển muốn đi, nên nàng cũng phái Vân Trương đi. Sau khi hai đứa bé này tới, sự chú ý của mọi người đặt lên chúng, ai cũng muốn giao lưu với bọn chúng. Còn với phu thê Vân Chiêu, Tiền Đa Đa, có gì cần nói đã nói hết rồi, những điều không nên nói thì giờ không ai dám nói nữa. Nói là giao lưu, kỳ thực là quá trình đánh trẻ con. Hàn Lăng Sơn muốn tỉ võ với cả Vân Trương, Vân Hiển. Tiền Đa Đa nhìn trường đao loang loáng trong tay Hàn Lăng Sơn lướt qua cổ Vân Hiển, mắt phượng mở to, tay nắm chuôi kiếm, không phải bị Vân Chiêu giữ lấy thì nàng đã xông ra chém Hàn Lăng Sơn rồi. Hàn Lăng Sơn luôn nhẹ nhàng gạt trường đao của Vân Trương ra, trọng điểm tấn công Vân Hiển. Vân Hiển rõ ràng cũng có tính ương bướng, dù bị Hàn Lăng Sơn gạt ngã, đẩy ngã, huyết mông, hắn cũng ngay lập tức bò dậy đánh. Thấy đệ đệ bị bắt nạt, Vân Trương nóng lên, tấn công Hàn Lăng Sơn bất chấp lễ nghi, ngày một tàn nhẫn, nhưng dù hắn tấn công thế nào, Hàn Lăng Sơn vẫn dễ dàng hóa giải. Vân Hiển ngã đủ nhiều rồi, Hàn Lăng Sơn quay sang Vân Trương, tới lượt Vân Trương xui xẻo, lặp lại bi kịch vừa rồi của Vân Hiển. Vân Hiểu thấy ca ca bị bắt nạt càng phẫn nộ, biết mình đánh không ăn thua, vứt vũ khí lao vào ôm chân Hàn Lăng Sơn, há miệng cắn. Vân Chiêu lập tức che mắt Tiền Đa Đa, không cho nàng nhìn thảm cảnh tiếp theo. Hàn Lăng Sơn da thô thịt dày, đừng nói là cắn, dù lấy dao đâm còn tốn sức, cho nên Vân Hiển bị Hàn Lăng Sơn cầm chân xách ngược lên, xoay cho chóng mặt, đá đít một phát ngả nhào lên người Vân Trương, cười ha hả, không tệ, không tệ. Tiền Đa Đa gạt tay Vân Chiêu ra, thiếp muốn giết hắn. Vân Chiêu lần nữa ấn nàng xuống, cả nhà chúng ta xông vào cũng không phải là đối thủ của người ta đâu. Hàn Lăng Sơn đang dương dương đắc ý thì Tiền Đa Đa nghiến răng, ngươi đợi đấy, ta sẽ đánh nhi tử của ngươi. Nương nương, nó mới 5 tuổi. Hàn Lăng Sơn toát mồ hôi, đây có phải lời hoàng hậu nên nói không? Vân Chiêu tốt bụng khuyên, Hàn Dã còn nhỏ quá, tha cho nó đi. Không sao, hắn còn đứa nhi tử khác, tên Viên Vô Địch. Tiền Đa Đa vỗ tay, đúng rồi, đứa này sắp lớn, có thể bắt nạt được rồi. Đám người xung quanh ném cho Hàn Lăng Sơn ánh mắt thương hại, đừng nghĩ Tiền Đa Đa chỉ nói cho hả giận. Vị đại sư tỷ này từ bé đã thế, thù vặt nhớ lâu, tính tình cổ quái, lại được hoàng đế chống lưng, chẳng có chuyện gì không dám làm. Vân Chiêu nhìn Vân Trương trốn sau lưng Vân Dương lau nước mắt, lại nhìn Vân Hiên căm tức thì thầm với Tiền Thiểu Thiểu, cảm thấy hôm nay không tệ. Ai cũng muốn giáo huấn Vân Trương, Vân Hiển, cuối cùng dám ra tay chỉ có Hàn Lăng Sơn. Đêm khuya cả nhà ngồi tàu hỏa trở về, cả Vân Trương và Vân Hiển đều cúi mặt không nói gì. Vân Chiêu không quá để ý. Hàn Lăng Sơn đánh hai đứa nhóc này là phương thức thể hiện sự thân mật của hắn với nhà hoàng đế. Mấy năm qua hắn không mấy qua lại với đồng song nữa. Năm ngoái hắn thậm chí còn từ chối cả huynh đệ khác tới nhà chúc Tết, ngay cả quà cáp cũng không nhận. Không chỉ một mình hắn, Trương Quốc Trụ cũng làm vậy. Vốn Vân Chiêu nên trách mắng hai người họ, Chiêu trách mắng hai người họ cũng viết rồi, nhưng khi Trương Tú ra ngoài chuẩn bị mang đi thì lại ra lệnh đem đốt. Cả hai đều không phải người giả dối, làm vậy là có lý của mình. Tàu hỏa từ trên Ngọc Sơn đi xuống không nhanh, thi thoảng nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với đường sắt, truyền rất xa. Vân Chiêu về tới nhà rồi Vân Dương theo sau đằng xa mới dẫn bộ hạ rời đi. Khi Vân Dương về tới nhà thì nhận được tin báo bình an của thủ vệ Vân gia Đại Trạch Viện thông qua điện báo. 3 năm qua, điện báo đã lập thành mạng lưới khắp Quan Trung, cột điện xa nhất dẫn tới trận Lạc Dương, thêm nửa tháng nữa là có thể tới Khai Phong. Mới đầu điện báo chỉ để dùng để thông báo vị trí của tàu hỏa tới đâu, Trương Quốc Trụ phát hiện ra sự tiện lợi của điện báo, không ngăn cản Vân Chiêu trăng dây khắp nơi như tơ nhện nữa. Nhưng hắn ngăn cản ý định muốn nhanh chóng đưa đường dây điện báo tới từng châu huyện của Vân Chiêu, hắn cho rằng dùng khoảng 15 năm để hoàn thành công trình này là tốt rồi. Phùng Anh không để ý tới thương tích trên người Vân Trương, còn Tiền Đa Đa nhìn Vân Hoa chăm sóc thương tích cho Vân Hiển lại rơi nước mắt. Đuổi hai lão bà đi, ba cha con Vân Chiêu đi ngâm nước nóng, tuy làm thế, khiến thương tích trên người hai đứa bé này càng thêm rõ ràng, Vân Chiêu vẫn dân nhi tử đi. Cha, con không đánh được Hàn bá bá. Vân Trương nhỏ giọng xin lỗi cha, hắn thấy hôm nay mình làm cha thất vọng, Vân Hiển nghiến răng, không đánh được thì chúng ta lấy súng bắn trộm. Vân Chiêu bập đầu tiểu nhi tử,
làm thế con chết càng nhanh. Hôm nay người ta dạy các con đạo lý làm người đấy. Vân Trương, Vân Hiển gần như cùng nói, huynh đệ bọn con cần gì hắn lắm chuyện. Vân Chiêu xoa đầu cả hai, có những người chỉ có thể lung lạc, không thể làm hại. Vân Trương ngẫm nghĩ, cha, Hàn bá bá nhiều tiền hơn con, quan chức lớn hơn con, làm sao lung lạc được. Vân Hiển lại xúi bậy, ca ca học Lưu Bị bệnh dày cỏ tặng ra Cát Lượng ấy. Hừ, để biết gì, hảo hán đỉnh thiên lập địa như Hàn bá bá mà bị chút ân huệ nhỏ mua chuộc thì cha đã không coi trọng như thế. Vân Trương quay sang phụ thân, cha, con thấy trước kia thế nào sau này cũng như vậy, đã không thể lung lạc vậy không cần tốn công lung lạc người ta. Với Hàn bá bá cứ làm đúng phép công, đồng thời tôn kính như trưởng bối là đủ, vậy có được không? Vân Chiêu kinh ngạc trước biểu hiện của nhi tử, vậy là con hiểu rồi đấy. Vân Hiển bĩu môi khinh thường, giờ đệ chỉ muốn biết thằng tiểu tử Viên Vô Địch có bắt nạt được không? Vân Chiêu cười ha hả, vậy phải xem bản lĩnh của con thế nào. Nếu con dùng bản lĩnh của bản thân bắt nạt được Viên Vô Địch, cha và Hàn bá bá không nói gì, nếu định ỷ thế khinh người thì thôi đi. Con đang tuyển nhân tài, nếu Viên Vô Địch thực sự không tệ, con mời hắn gia nhập huynh đệ hội, nếu không nó sẽ bầm dập hơn con hôm nay. Vân Chiêu ngớ ra, huynh đệ hội là gì? Vân Trương giải thích thay, đệ đệ lập chí đi khắp ngóc ngách trên thế giới này. Vì thể nó lập huynh đệ hội cùng mình đi khắp chân trời góc bể, thế nên mỗi người đều phải là nhân tài nổi bật ở phương diện nào đó. Vân Chiêu thở dài, Khổng Tú đúng là giỏi suối quẩy. Vân Hiển nói, Khổng tiên sinh cũng chuẩn bị đi cùng con. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 977, chuyện nhỏ làm lớn. Ba ngày sau, Vân Hiểu trở về mang theo hai cái vành mắt đen sì như gấu mèo. Về cũng không giải thích với phụ thân mẫu thân vì sao mình có cái bộ dạng này, chỉ yên tĩnh ăn cơm, hiểu chuyện tới làm người ta đau lòng. Bộ dạng Vân Trương cũng không khá hơn, thấy phụ thân nhìn mình cúi đầu nói, không đánh nổi ạ. Có Khổng Thanh giúp mà cũng không đánh nổi à? Khổng Thanh không chịu giúp, còn cho rằng hành vi của đệ đệ quá vô sỉ, ăn đòn là đáng đời. Vân Chiêu quay sang Vân Hiểu, rốt cuộc con làm gì? Vân Hiểu lầm bầm trong miệng, thằng đó ở thư viện yên tĩnh như con rùa, con dùng nhiều cách, bao gồm cả chiêu hiền đãi sĩ, hắn không để ý, nói hắn học là để bảo vệ lợi ích của đại, minh, của bách tính, không phải để đánh nhau. Vân Chiêu gật gù, không tệ, đó là đứa bé ngoan, nói xem, con dùng cách gì để khiến nó đánh con. Vân Hiểu cẩn thận nhìn phụ thân, rụt rè nói, con chửi hắn là đứa trẻ không có cha. Vân Chiêu vừa nghe một cái, chân bất giác tung ra, đá Vân Hiển lăn lông lốc. Nguyên Cẩm y vệ thiên hộ Viên Mẫn chết cực kỳ tráng liệt, thâm nhập vào hậu phương địch, bị bắt, thề chết không hàng, ngũ mã phân thây vẫn chửi bới địch. Đó là cái chết Hàn Lăng Sơn tự bố trí cho mình, nay Đường Hoàng ghi trên quân công, linh vị thờ trong anh liệt đường, Ngọc Sơn thư viện tiến hành giáo dục yêu nước còn kể sự tích vị liệt sĩ này. Hàn Lăng Sơn luôn đích thân lau chùi linh vị đó, nhiều lúc còn rơi nước mắt, xem ra đó là người có thật, chẳng qua không phải tên Viên Mẫn thôi. Còn Viên Vô Địch cùng mẹ hắn, với 4 tỷ tỷ vẫn sống trong trang viên Phượng Hoàng Sơn, mộ ở trong ruộng, mẹ Viên Vô Địch trông coi mộ đó 11 năm không cải ra. Mấy năm qua Hàn Lăng Sơn chưa bao giờ đi thăm mẹ con họ, dù là lén đi cũng không. Vân Chiêu tức giận vô cùng, thiếu chút nữa đá thêm một cái, con chủ động gây sự, lại còn vũ nhục liệt sĩ. Thủ đoạn hèn hạ như vậy mà cũng dùng à, ăn đòn là đáng đời, kể cả tiểu tử đó không đánh, cha cũng đánh. Con thừa nhận con đáng bị ăn đòn, nhưng mà con làm thế có lý do, bây giờ trong lòng Viên Vô Địch, không. Cả nhà hắn nhất định sẽ rất lo sợ vì đánh hoàng tử, nếu con rộng rãi tha thứ cho nó, không phải nhất định hắn sẽ rất cảm động à. Vân Hiển bị đánh còn đắc ý, Vân Chiêu không bình luận cái mưu hèn kế bẩn của nhi tử, có mẫu thân như Tiền Đa Đa, cơ bản xác định tính cách từ nhỏ rồi, nó chẳng thành quân tử đàng hoàng được. Có điều e là chuyện không đơn giản như tên ngốc đó nghĩ, mặt âm trầm hỏi, con uy hiếp cả nhà nó sao? Vân Hiển vội xua tay, con đâu hèn hạ như vậy, hắn có tỷ tỷ cũng ở thư viện, lúc hắn đánh con, tỷ tỷ hắn sợ lắm, thế nào cũng về mách mẫu thân. Không làm là tốt, nếu không đừng nghĩ một cú đá của cha là xong. Mà hai đứa võ công chẳng ra sao, Viên Vô Địch còn nhỏ hơn hai đứa 2 tuổi, thiên hạ ai có sư phụ lợi hại hơn hai đứa nữa. Khổng tiên sinh nói,
con luyện võ rất cần cù, căn cơ chắc chắn, đầu óc linh hoạt, sở dĩ không đánh lại Viên Vô Địch là vì thiên phú không bằng người ta. Vân Chiêu đá Vân Hiển một phát nữa nghênh ngang bỏ đi, thằng nhãi khốn kiếp dám chê gen của cha nó không tốt. Khi về đại thư phòng, không ngờ Hàn Lăng Sơn cũng ở đó. Vân Chiêu trêu, sao, định tới báo thù cho nhi tử à? Nhi tử của thần thắng, việc gì phải báo thù, với lại đây là chuyện tốt, đứa bé đó từ nhỏ được mẫu thân và tỷ tỷ nó chiếu cố hơi quá rồi, cho nó thêm chút động lực mới được. Ngươi chuẩn bị để con trẫm khiến cả nhà đó tan nhà nát cửa, sau đó để nhi tử ngươi vì bi thương quá độ, bộc phát hết tiềm năng, giết chết nhi tử hoàn khố của trẫm, hoàn thành câu chuyện báo thù hả? Hàn Lăng Sơn biết hoàng đế đang khó chịu vì con bị đánh, chỉ khẽ lắc đầu, thần có một huynh đệ đã chết, đứa bé đó thần giúp huynh đệ sinh thôi. Vân Chiêu nghe vậy ngoái lỗ mũi, sao trẫm nghe khó chịu thế nhỉ? Hàn Lăng Sơn thở dài, bệ hạ không hiểu đâu. Tất nhiên là trẫm không hiểu, con trẫm đều do trẫm tự sinh mà. Vân Chiêu mỉa mai một câu, thấy hắn không chịu nói cũng không truy cứu nữa, dù sao trẫm không thể để ngươi lấy nhi tử trẫm ra lợi dụng, cho ngươi một đứa thích hợp hơn. Bệ hạ nói Khổng Thanh sao? Đúng, Khổng Thanh là thiên tài võ học hiếm có đấy. Vậy phiền bệ hạ an bài rồi. Trương Tú đứng ở bên tròn mắt nhìn, đường đường hoàng đế và đại thần lại đi thì thầm với nhau tính kế mấy đứa bé, dù hắn đã theo Vân Chiêu tới 4 năm rồi vẫn không cách nào hiểu được. Hoàng đế làm sao lại hứng thú với chuyện này như thế cơ chứ? Tiễn Hàn Lăng Sơn đi rồi, Vân Chiêu ngâm nga tiểu khúc mà Trương Tú không hiểu, phê duyệt văn chương. Văn chương phải phê duyệt thực sự quá nhiều, Vân Chiêu mất cả buổi sáng cũng không thấy với đi là bao, đành thở dài đặt bút xuống, chuyện chung quy không thể làm hết được. Trương Tú mang trà vào đặt trước mặt Vân Chiêu, hôm nay bệ hạ có vẻ rất vui. Vân Chiêu cầm cốc trà lên cười tủm tỉm, nói thẳng điều ngươi muốn nói đi. Trương Tú thở dài, bệ hạ, quân thần vẫn nên phân chia rõ ràng thì hơn, không nên quá thân mật. Ha ha ha, trẫm thà thảo luận với Hàn Lăng Sơn chuyện làm sao bồi dưỡng một đứa bé còn hơn là cùng hắn thảo luận quốc quân đại sự. Vân Chiêu vỗ vỗ vai hắn, tâm cơ của ngươi quá nặng, cần phải mài giũa, đợi khi nào ngươi lý giải được tâm tư của trẫm thì có thể rời trẫm để làm chuyện muốn làm. Trương Tú rơi vào trầm tư, Vân Chiêu rời đại thư phòng tới viện tử, cây hồng trong viện tử đã bắt đầu rụng lá. Trên cành là quả hồng bị sắc thu nhuộm đỏ, chỉ đợi sương thu tắm qua, loại đi vị chát, có thể ăn rồi. Hạ Hoan Thuần đứng dưới gốc hồng, người cao ráo, mặt mày đã không còn vẻ non nớt, đôi mắt sáng nay chứa đầy nụ cười. Sao vậy, thực sự không muốn làm huyện lệnh Lam Điền nữa à? Ngọn núi này đệ tử đã leo qua rồi, hy vọng sư phụ cho đệ tử ngọn núi cao hơn để mài giũa. Ngươi muốn đi đâu? Biên tái ạ, mấy năm qua thần ở trung tâm vòng xoáy, lại kế thừa y bát sư phụ cho nên tuổi còn nhỏ ở vị trí cao, thần vẫn thấy dưới chân chưa vững, nên muốn tới biên ải, tốt nhất là ở nơi có thể nắm cả quyền quân chính, để thêm kinh nghiệm chấp chính một phương. Vân Chiêu không đáp mà hỏi, nói như thế thì ngươi đã đàm phán với đoàn quốc nhân rồi à? Hạ Hoan Thuần gật đầu, đệ tử đúng là đã liên hệ với đoàn tướng quân, vốn muốn làm một vị phó tướng dưới sự chỉ huy của hắn, nhưng mà đoàn tướng quân nói ở Tây Vực tới phát ngán rồi, muốn về, đệ tử mặt dày tới xin sư phụ. Vân Chiêu chép miệng, ngươi không tị hiểm chút nào nhỉ? Đây cũng là tiêu chí cho thấy đệ tử đã hiểu chuyện, biết mình nên làm gì, có thể làm gì, làm sao để đạt được mục đích của mình. Còn có yêu cầu gì nữa không? Hạ Hoan Thuần biết sư phụ đã thuận rồi, cười, không ạ, đệ tử chỉ mong sớm ngày đi Tây Vực, lo nếu tới muộn, đoàn tướng quân sẽ giết hết kẻ địch ở Tây Vực mất. Yên tâm đi, đoàn quốc nhân không phải Nhạc Phi, Hạ Hoan Thuần ngươi không phải Nhạc Vân, các ngươi cứ thoải mái ở phía trước lập công, trẫm ở phía sau vỗ tay ủng hộ. Nếu đã thế đệ tử sẽ trả cho sư phụ một tây cương thật lớn. Vân Chiêu cười ha hả, lễ vật tốt lắm, sư phụ ngươi được người ta gọi là lợn rừng, chứng tỏ trẫm có lòng tham vô cùng, nhất là đất đai, trẫm vĩnh viễn không chê nhiều. Chương 978, muốn làm cái gì? Cơ cấu quyền lực tối cao của Đại Minh mặc dù là đại hội đại biểu nhân dân, nhưng mà đa phần mọi lúc Vân Chiêu chính là cả cái đại hội đó. Vì một chuyện nào đó tốn công tốn sức đi thuyết phục các đại biểu thường trực, không bằng trực tiếp đi tìm Vân Chiêu cho thuận tiện. Đương nhiên chỉ giới hạn vài người có thể làm thế. Nếu như có thể, bất luận vì nguyên nhân gì, Vân Chi hy vọng thậm chí không có một ai hết.
Lần này phái Hạ Hoàn Thuần đi Tây Vực, hẳn là lần cuối cùng Vân Chiêu giúp hắn. Hạ Hoàn Thuần cũng hiểu, thành người chấp chính cả vùng, hắn sẽ phải hành sự theo quy củ của Hoàng Triều Lam Điền. Nếu không sẽ có rất nhiều người tới gây phiền phức cho hắn, mang tới vô số trở ngại cho tương lai phát triển của hắn. Quan hệ khi ở tầng thấp thì còn hữu dụng, một khi Hạ Hoàn Thuần leo tới tầng cao nhất định, cơ bản không dùng được nữa. Khi Hạ Hoàn Thuần đi, Vân Chiêu chẳng đi tiễn, mấy năm qua y đã quá quen với việc người bên cạnh lần lượt rời đi rồi. Đó là một cái vòng tuần hoàn, đi về, về đi, rồi cuối cùng là chết. Hồng trên cây là hồng chưa qua xương, không cách nào ăn được. Cho nên Vân Chiêu không hái hồng tặng Hạ Hoàn Thuần, hồng ngọt và hồng chát ý nghĩa khác nhau, đương nhiên không tặng cũng đại biểu cho một thái độ. Buông tay không can thiệp. Buổi tối, Tiền Đa Đa rất nhiệt tình, phu thê ở bên nhau lâu, dù là lúc thân mật nhất, cũng biến thành hiện trường nói chuyện phiếm. Mấy năm rồi mà chúng ta chẳng sinh được một đứa bé nào, Phùng Anh cũng thế, mẫu thân hy vọng chàng nạp một hai phi tử trẻ. Vân Chiêu vỗ đét lên cái mông mẩy của Tiền Đa Đa, đang tình cảm, đừng nói chuyện mất hứng. Tiền Đa Đa giúp người vào lòng Vân Chiêu thêm một chút, thỏ thẻ, có phải thiếp già rồi không? Vân Chiêu khẽ cắn tai nàng, không thấy ta nỗ lực như thế nào à? Nếu nàng già rồi, ta chẳng tốn sức như thế. Tiền Đa Đa rên một tiếng, thiếp và Phùng Anh không sinh con được, vì bọn thiếp già rồi. Nàng không nghĩ tới vấn đề ở ta à? Chàng đã rất nỗ lực rồi, đâu ra vấn đề, nhất định là do bọn thiếp quá già. Vân Chiêu sau khi nỗ lực rất mệt mỏi, Tiền Đa Đa nằm trong vòng tay y vẫn mở to mắt, xem ra nàng không đánh giá cao nỗ lực của y lắm, ta đã hết sức rồi. Thiếp cũng hết sức rồi, nếu phu quân còn muốn có con, thiếp đi chọn phi tử cho chàng. Tiền Đa Đa giọng rất tủi thân, Vân Chiêu hồ nghi nhìn nàng, lời này 10 năm trước nàng đã nói, 8 năm trước đã nói, 5 năm trước cũng nói, đã ta nghĩ xem nào, hình như cứ 2 năm nàng nói một lần. Chỉ nói không làm, sau này đừng nói nữa. Tiền Đa Đa cười khúc khích, một lúc sau lại than thở, nhưng mà nhân đinh nhà ta ít quá. Nhà có 2 trai 1 gái, còn nói ít sẽ bị sét đánh đấy, Vân thị ta vốn không nhiều con cháu mà, ta thế này là nhiều rồi. Nhưng không thể so với Chu Minh. Nàng nghĩ người ta họ Chu để gọi cho vui à. Nhưng chàng cũng là lợn rừng mà. Ta nói cho nàng biết một sự thực. Trong tự nhiên, những loài động vật càng có trí khôn thì càng ít con. Ta là lợn rừng tinh, không phải lợn rừng thường. Sinh được 3 đứa con đã là giỏi lắm rồi. Vì chàng lo cho Giang Sơn nhà ta quá nhiều nên mới không có thời gian. Đừng nói vớ vẩn, người thoải mái nhất trên triều chính là ta. Nàng xem, Trương Quốc Trụ mới có 30 mà hai mai đã trắng rồi. Đoàn Quốc Nhân cũng thế, hắn vốn anh tuấn bao nhiêu, giờ đen như than, nghe thái y thự bẩm báo, Chu Quốc Bình đời này không thể sinh con. Hàn Tú Phân quanh năm trên biển, nhìn thì cường tráng chỉ sợ đã gieo xuống mầm bệnh. Vân Chiêu nói tới đó thấy hết sức phiền lòng, y sợ một ngày xung quanh chẳng còn đám huynh đệ đó nữa, thôi, chẳng nói nữa, dù thế nào ta có 3 đứa con rồi, không cần thêm nữa đâu. Phu quân đúng là thánh nhân. Tiền Đa Đa có được câu trả lời vừa ý, trườn lên người Vân Chiêu hôn chụt lên má y, vì ta không nạp thiếp nên nàng mới nói thế chứ gì. Vì chúng ta đã thành thân 15 năm rồi, chàng vẫn vì lấy lòng thiếp mà nỗ lực. Sao nàng biết ta không phải vì hưởng thụ mới nỗ lực? Vậy thì chàng càng là thánh nhân, hi hi. Nói chuyện với Tiền Đa Đa lúc nào cũng khoan khoái cả, điểm này Vân Chiêu khẳng định chắc chắn luôn. Vân Chiêu dậy từ rất sớm, sinh hoạt phu thê một cách có tiết chế rất có lợi cho sức khỏe. Có điều tin tức Trương Tú mang tới phối hợp với bữa sáng lại tổn hại thân thể cực lớn. Vì một người phẫn nộ không cách nào vui vẻ ăn uống được. Đức Xuyên Gia Quang thực sự vượt biển tấn công Triều Tiền rồi à? Cho dù Vân Chiêu biết tin tức Trương Tú mang tới không thể giả được vẫn hỏi lần nữa, bẩm bệ hạ, ngày 11 tháng 8. Đức Xuyên Gia Quang nhận được thư cầu cứu của Hoàng đế Triều Tiên, lấy lý do Kiến Châu phá hỏng thương mại mậu dịch giữa Triều Tiên và nước Oa, phát động xâm lược Triều Tiên. Tổng binh lực của nước Oa chừng 15 vạn, đổ bộ ở Tự Phù Sơn, đánh thẳng một đường, chiếm được Hán Thành, Khai Thành, tiến tới Bình Nhưỡng. Đa Nhĩ Cồn không va chạm với quân đội nước Oa, mà chỉ để quân phó tổng Triều Tiên tác chiến, dù quân Triều Tiên tổn thất nặng nề ở Hán Thành và Khai Thành cũng không cứu viện. Nhưng ở trên biển, Đa Nhĩ Cồn lại áp dụng chiến lược hoàn toàn khác. Cho dù biết rõ thủy sư Liêu Đông không cường hãn được như thủy sư nước Oa, vẫn tiến hành giao phong chính diện, tới nay thắng bại chưa rõ. Trương Tú nói xong đưa tới tờ giấy nhỏ, Vân Chiêu cười nhạt,
Trẫm cứ nghĩ Đức Xuyên Gia Quang là người thông minh, nhìn thấu bố trí của chúng ta mới án binh bất động không nhân cơ hội đánh Triều Tiên. Giờ xem ra là người ta luôn âm thầm chuẩn bị, cho rằng chúng ta không hứng thú với Kiến Nô, nên định tung đòn sấm sét. Được rồi, triệu tập người đứng đầu các bộ, lập tức họp. Tin tức cấp bực này, người có quyền lợi biết không nhiều, chỉ 11 vị. Binh bộ Vân Dương trông có vẻ vui lắm, giám sát bộ Tiền Thiểu Thiểu thì có vẻ xấu hổ. Vân Chiêu ngồi vào chỗ rồi nói với Tiền Thiểu Thiểu, một tháng trước giám sát bộ các ngươi nói Đức Xuyên Gia Quang và Đa Nhĩ Cổn mật mưu liên hợp đối phó với chúng ta, giờ sao thành chúng đánh nhau rồi. Tiền Thiểu Thiểu đứng dậy chắp tay, có biến ạ. Vân Chiêu quay sang Hàn Lăng Sơn, chuyện này ngươi giám sát không? Hàn Lăng Sơn giang tay, mọi chứng cứ đều cho thấy hai kẻ đó hợp mưu với nhau, còn về tin tức này, thần cũng không hiểu, chúng ta nên đợi xem sao. Vân Dương kích động nói, bệ hạ, giờ có thể ra lệnh cho quân đoàn Lý Định Quốc tấn công Cẩm Châu rồi. Trương Quốc Trụ xua tay, không cần vội, xem sao đã. Vân Dương nổi giận, còn đợi nữa thì giặc Oa đánh vào Hàm Kình Đạo rồi. Trương Quốc Trụ trừng mắt lên, mặc dù không biết vì sao Đa Nhĩ Cổn lại dẫn sói vào nhà. Nhưng hắn làm thế mục tiêu nhất định là Đại Minh, chiến sự không ở Đại Minh, vậy chúng ta có đủ thời gian làm rõ nguyên ủy. Kế sách hiện nay là tạm lệnh hạm đội Thi Lang Đông tiến, lệnh thủy sư Sơn Đông ra biển, lệnh đoàn luyện Sơn Đông chuẩn bị chiến đấu, nếu bọn chúng chó cắn chó thì thôi, nếu chuẩn bị đối phó với chúng ta thì... Hừ, Dương Hùng cũng đứng dậy xung phong, thần đi Sơn Đông một chuyến để giám sát tình hình. Vân Dương chắp tay, bệ hạ, phải hạ quyết tâm rồi. Vân Chiêu kệ Vân Dương to mồm, lệnh Trương Tú đem toàn bộ văn thư liên quan tới Đa Nhĩ Cổn và Đức Xuyên Gia Quang trong năm nay lại đây. Tiện thể bắt người của nước Oa trú ở Ngọc Sơn, dùng hình tra hỏi. Bất kể thế nào, hai kẻ bọn chúng làm sằng làm bậy ở Triều Tiên mà trẫm không biết gì cả, thực sự quá thất lễ. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 979, đều là chuyện nhỏ. Khi Vân Chiêu và đám đại thần vùi đầu xem văn thư và tình báo qua lại giữa nước Oa, Kiến Châu và Đại Minh thì Trương Tú quay về, mang tin động trời. Bệ hạ, 16 sứ giả của nước Oa trú ở Ngọc Sơn đã toàn bộ tự sát trước khi người chúng ta tới nơi, theo Ngỗ Tác kiểm tra hiện trường nói, đã chết một canh giờ. Hiện các bộ khoái đang tìm kiếm người tiếp xúc cuối cùng với người Oa, tin rằng sẽ nhanh có kết quả thôi ạ. Lại là một chuyện không ngờ tới. Đối phương rõ ràng có bố trí mà mình không hay biết gì, đối với hoàng đế mà nói, đây là điều đáng ngại. Vân Chiêu dai chán, rốt cuộc chúng định làm cái gì đây? Hàn Lăng Sơn thản nhiên hơn nhiều, kệ bọn chúng muốn gì thì cũng phải đánh bại được Lý Định Quốc trước đã, sau đó là Thi Lang mới có thể tiến vào Đại Minh được. Dương Hùng ngẫm nghĩ, nhiều năm qua người đọc sách Đại Minh tới nước Oa đã thành một trào lưu, Đức Xuyên Gia Quang rất coi trọng họ, hắn cho rằng người phương Đông nên dùng vương đạo để thống trị. Trong khi Đa Nhĩ Cổn thị khác, hắn đã bắt đầu phế truất văn tự Triều Tiên và Đại Minh, thi hành tiếng Mãn. Riêng điều ấy cho thấy, hai kẻ này thực sự có tầm nhìn tư tưởng rất khác nhau. Thần cho rằng, chúng tuyệt đối không có khả năng hợp mưu với nhau. Hàn Lăng Sơn cũng tán đồng, nói chính xác thì hai tay kiêu hùng này có thể hợp tác, tuyệt đối không thể hợp quân. Nếu bọn chúng một ở Đông Đại Minh, một ở phía Tây, ắt sẽ là đồng minh thân mật nhất không thể chia rẽ. Nhưng chúng ở sát nhau, một núi lý nào dung hai hổ, bất kể bên nào muốn lớn mạnh hơn đều phải diệt bên kia. Vân Chiêu lại hỏi, vậy rốt cuộc chúng muốn làm cái gì? Đây đã là lần thứ hai Vân Chiêu hỏi câu này. Mọi người vẫn im lặng, không phải là không ai biết đáp án, mà trong chuyện này đáp án quá nhiều, nhưng không có cái nào thực sự hợp lý. Bất kể là Đa Nhĩ Cổn hay Đức Xuyên Gia Quang đều không phải là kiêu hùng tầm thường, bọn họ sao không nhìn ra dưới áp lực của Đại Minh, bọn họ chỉ có cách đoàn kết với nhau mới tồn tại được. Lúc này chọc giận Đại Minh không có lợi gì cả, nhất là Đức Xuyên Gia Quang, hắn đâu phải là kẻ địch của Đại Minh như Đa Nhĩ Cổn. Nhiều lúc hắn còn là đồng minh nữa, đôi bên hợp tác nhiều lần rất vui vẻ, vậy mà bỗng dưng lại trở mặt là sao? Mấy năm qua Vân Chiêu một lòng phát triển dân sinh trong nước, chấn chỉnh trật tự, thúc đẩy phương thức giáo dục mới cùng với luật pháp. Chinh chiến rất ít, chủ yếu là tiêu diệt mồng mống bất ổn trong địa bàn, không mở rộng ra ngoài. Thêm vào Tây Nam sản vật phong phú, Đại Minh có thể ăn cả trăm năm, chỉ cần nước Oa cẩn thận, sẽ không khiến Đại Minh chú ý. Tranh thủ thời gian đó,
nước Oa chỉnh đốn quốc gia, trở nên cường đại. Khi bọn họ đủ cường đại rồi thì Đại Minh ném chuột sợ vỡ đồ, như thế hai bên sẽ tiếp tục tồn tại trong hòa bình. Chẳng có lý do gì chọc giận Đại Minh, lại tấn công vào quốc gia minh hữu của Đại Minh, làm người ta khó hiểu. Lệnh Lý Định Quốc hạ Cẩm Châu, lệnh Đoàn Luyện Lam Điền Thành tiến về phía đông, thu hẹp không gian hoạt đột của Kiến Nô, xem cục diện phát triển thế nào. Lệnh Hạm, đội Thi Lang đông tiến, phong tỏa Đông Hải, cắt đứt mậu dịch với nước Oa, lệnh Đức Xuyên Gia Quang phải có câu trả lời thỏa đáng, nếu không thiết giáp hạm của Đại Minh sẽ tự đi tìm. Hội nghị kéo dài không lâu, quyết định mau chóng đưa ra. Phản ứng này mang ý vị cảnh cáo cực mạnh, nếu cục diện chuyển biến bất lợi với Đại Minh, cảnh cáo này sẽ thành Thái Sơn ầm ầm đổ xuống. Cho dù hai kẻ này có đắc ý nhất thời, nhưng khiến Đại Minh có cớ xử lý, vậy tuyệt đối không phải bồi thường ít tiền hoặc đất là qua được. Ắt phải nghĩ tới thiệt hại, sau đó so với lợi ích nước Oa xâm nhập Triều Tiên đem lại. Theo như tin tức bây giờ, Triều Tiên Vương Lý Thuần chết ở Hán Thành cùng 6 thúc thúc, 3 nhi tử. Đây cũng là chuyện Vân Chiêu không lý giải được, phải biết Đức Xuyên Gia Quang được Lý Thuần dùng mật chỉ mời tới trợ giúp. Lý Thuần không chết khi Đa Nhĩ Cổn rời Hán Thành lại chết trong tay đại tướng Đại Hành Thuần Nhất Lang của Đức Xuyên Gia Quang. Hơn nữa trong tin tình báo gửi về còn viết 4 chữ về cái chết của Lý Thuần, chết thảm vô cùng. Tin tức này cũng nhanh chóng được đăng trên nhật báo Lam Điền. Chu Mỹ Sắc xem báo người thường ra, đọc dòng chữ đó nàng không khỏi hồi tưởng cảnh Lý Hồng Cơ vào kinh thành. Đọc mãi, mắt nàng đỏ hoe, trên giá sách của nàng có thư của Triều Tiên Vương Lý Thuần gửi cho nàng, hy vọng nàng nể tình Triều Tiên phụng sự Đại Minh 300 năm. Cầu xin Hoàng Đình Lam Điền sớm ngày xuất binh, xua đuổi người Kiến Châu, trả lại bình an cho Triều Tiên. Chu Mỹ Sắc thông qua Đại Hồng lưu chuyển cho Vân Chiêu, chưa tới tay Vân Chiêu đã bị phủ quốc tướng trả về. Thái độ Hoàng Đình Lam Điền rất rõ ràng, Chu Mỹ Sắc không nên tham dự triều chính. Chu Mỹ Sắc cắt bài báo đó, đặt trên bàn, lấy một tờ giấy chép lại. Ngày 7 tháng 9 năm Tân Hoa thứ tư, đại tướng nước Oa là Đại Hành Thuần Nhất Lang vào Hán Thành. Lúc chép lại, nước mắt nàng chảy không ngừng, không chỉ nàng chép, còn lệnh ba đứa đệ đệ cùng chép. Tối hôm đó đem hỏa thiêu, vậy là lại một cái vương triều nàng quen thuộc chỉ còn lại đống cho tàn. Hôm qua trời đổ mưa, hôm nay trời rất trong, trăng sáng như lưỡi liềm treo giữ trời, Chu Mỹ Sắc ngồi một mình trong tiểu viện, hai tay đặt ở cái bụng hơi nhô lên. Nàng rất lo cho vận mệnh đứa con trong bụng, mong rằng con là nữ nhi. Chu Mỹ Sắc thở dài, sau đó kéo chặt áo choàng trên người, quay về phòng ngủ. Trước kia nàng còn hận Vân Chiêu, hận Hoàng Đình Lam Điền, giờ nàng đã từ bỏ thù hận, nàng biết nàng còn được sống là do Hoàng Đình Lam Điền ban cho. Nàng nhỏ bé tới mức không đáng kể rồi. Một năm trước nàng gả cho người đọc sách họ Chu, giờ đã có thai. Khi quay về phòng ngủ, Chu Thụy còn chưa ngủ, đứng bên cái tủ áo lớn, cúi đầu không dám nhìn Chu Mỹ Sắc. Chu Thụy chính là đệ đệ của vị hôn phu Chu Hiển của nàng, hôn sự của nàng và Chu Hiển do chàng nàng sắp đặt. Chu Mỹ Sắc chưa bao giờ gặp Chu Hiển khi nàng còn đọc sách ở Lam Điền, nàng còn liên hợp Chu Tồn Cực đã giết Chu Hiển. Chu Thị trước kia rất giàu có, từ khi Lý Hồng Cơ vào kinh thành, chỉ còn Chu Thụy là nam đinh duy nhất sống sót. Người này nghe nói Chu Mỹ Sắc ở Trường An liền vội vàng tới nương nhờ, sau đó thành trưởng phu nàng. Chu Mỹ Sắc căm ghét nhìn Chu Thụy, sao ngươi còn ở đây? Chu Thụy quỳ sụp xuống, công chúa có thể cho thần một gian phòng trên mặt đất không? Dưới hầm quá ẩm thấp, thần bị bệnh rồi. Không phải cho phép ngươi buổi tối ra ngoài à? Thần bệnh rất nặng, xin công chúa tha mạng. Chu Mỹ Sắc mỉm cười, lúc tới đây chẳng phải ngươi nói làm trâu ngựa cho ta à? Chu Thụy khóc nức nở, thần không chịu được. Chu Mỹ Sắc nhìn ngoài vỗ tay hai cái, không chịu được chứng tỏ ngươi vô dụng rồi. Lập tức có hai phó phụ cao lớn đi vào, bịt miệng Chu Thụy, kéo hắn ra ngoài. Chu Mỹ Sắc cẩn thận nằm xuống chiếc giường mềm, lấy tay vuốt ve một cái gối khác, thủ thỉ, 4 tháng nửa thôi là thiếp sinh rồi. Khi đó chàng có tới đây, đứa con này là chuyện ngoài ý muốn, thiếp không định dùng con trói buộc chàng, chàng hẳn là hiểu lòng thiếp. Vương triều Chu gia đã kết thúc rồi, điều này thiếp biết, giờ thiếp thực sự không lưu luyến gì thân phận công chúa này, Vân Chiêu đã hoàn toàn làm hỏng tước hiệu hoàng tử, công chúa rồi. Bây giờ thiếp chỉ muốn làm nữ tử bình thường, sinh con cho chàng, làm cơm cho chàng. Chương 980, ta vì nàng gánh chịu tất cả. Nửa đêm trong đại trạch Chu Thị truyền ra tin dữ,
Trế tế Chu Thụy của Chu gia chết rồi. Nghe nói lần này Chu Thụy đột ngột phát bệnh, đại phu vừa tới đã chút hơi thở cuối cùng, Chu Thụy chết không cam tâm. Ít nhất là đại phu thấy như thế, thê tử đẹp kinh người, lại còn có thai, bản thân còn trẻ như vậy mà chết sớm. Một người có gia tài vạn quán, có phu nhân mỹ lệ đang hoài thai, đây vốn là nam nhân hạnh phúc nhất, chết lúc này ai mà chẳng dãy dụa không cam lòng. Do là Trế tế, tang sự không thể làm ở nhà chính, Chu Thị chuyên môn mua một tiểu viện đặt linh đường, do phu nhân mỹ lệ dẫn theo vài nha hoàn tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng. Chu Thị đại trạch ở Trường An trước giờ đều rất thần bí, khắp Trường An này nhà sở hữu nha hoàn, gia đình chân chính chỉ có họ thôi, các nhà khác đều là người làm thuê, đi lúc nào cũng được. Theo luật triều đình, một người có phải chết hay không phải trải qua sự kiểm tra của Ngũ Tác mới thực sự tính là đã chết. Do Chu Thụy phát bệnh bất ngờ, Ngũ Tác lo là bệnh lây truyền, kiểm tra xong cho Chu Thị đem thi thể đi thiêu. Cho nên lúc này trong linh đường chỉ có cho cốt. Chu Mỹ Sắc mặc đồ tang trắng xinh đẹp vô ngần, thêm vào có thai, khí chất càng biến hóa, không còn cái vẻ tội nghiệp trước kia, thêm phần ung dung ưu nhã. Trượng phu chết rồi, nàng không khóc, nhưng từ trong tiểu trạch viện có thể nghe thấy tiếng đàn thê lương, khiến tao nhân mặc khách cảm khái. Một viện tử hoang vu, giam một mỹ nhân cô độc. Đáng, vẻ đánh đàn của Chu Mỹ Sắc mê chết người. Đó là lời của Kim Hổ. Kim Hổ hiện là thiếu tướng đế quốc. Một năm trước, Kim Hổ phụng lệnh trở về Ngọc Sơn, học trong trường quân sự Phượng Hoàng Sơn, sau khi học xong hắn sẽ thành Trấn Nam tướng quân. Kim Hổ không có bất kỳ dị nghị nào với an bài của triều đình, chỉ phiền một chỗ là lần này học tập quá lâu. Chương trình học mà nhà trường an bài cho hắn quá dày đặc, không chỉ phải xem các loại sách quân sự, còn có giáo viên chuyên môn dạy hắn chính trị, kinh tế và triết học. Theo như lời binh bộ, nếu hắn không vượt qua được chương trình học này thì không thể đi nhậm chức. Kim Hổ ngồi trong túc xá, nhìn đám tân binh hô khẩu hiệu chạy qua, hắn khẽ thở dài, quay lại cuốn sách chính trị kinh tế học ở trên bàn. Làm sai thì phải trả giá. Hắn và Chu Mỹ Sắc vụng trộm hơn nữa còn có con chẳng phải gì to tát, dù sao đây là chuyện riêng tư, nhưng Chu Mỹ Sắc giết Chu Thụy thì đây không phải sai lầm bình thường. Trong đêm hôm đó, Chu Mỹ Sắc vừa ra lệnh giết người là người giám sát bộ đã biết rồi, nhưng bọn họ không tìm nàng mà tới tìm hắn. Đáng thương cho Chu Mỹ Sắc còn cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay. Cấm túc 3 tháng, đó là trừng phạt của giám sát bộ. Kim Hổ biết, chỉ cần chuyện Chu Mỹ Sắc gây ra đều tính lên đầu hắn. Hắn không tranh cãi, càng không có bất kỳ sự phản kháng nào, bình tĩnh tiếp nhận xử phạt. Hạ Hoàn Thuần khi rời Ngọc Sơn từng tìm hắn uống rượu, hắn không tin Hạ Hoàn Thuần, chưa bao giờ tin tưởng. Khi tác chiến ngự địch có thể giao cho Hạ Hoàn Thuần, nhưng về quan trung, chỉ cần biết Hạ Hoàn Thuần trong phạm vi 100 trượng, dù ngủ hắn cũng mở một con mắt. Ở thư viện, Hạ Hoàn Thuần là tử địch của một thiên đào hắn. Khi ở kinh thành hai người hợp tác chặt chẽ, quay về Ngọc Sơn hoàn thành chương trình học, hắn và Hạ Hoàn Thuần đánh tới bất phân thắng bại. Hắn chưa xem hết sách, nhưng đã tới giờ cơm, một tân binh trẻ quá mức xách hộp thức ăn tới cửa phòng hắn, sau khi hô báo cáo mới vào phòng, bày thức ăn xong rời đi. Kim Hổ mặt vô cảm ngồi bên bàn, bắt đầu ăn cơm, thức ăn trong trường quân sự không tệ, món ăn phong phú. Hôm nay Kim Hổ ăn khoai tây xào trứng, thịt lợn rang, không có cơm, chỉ có một bát mì và một bát canh rau. Kim Hổ đem hai loại món ăn đổ vào bát mì, quấy lên, sau đó ăn từng miếng lớn. Thời gian học tập kéo dài thêm 3 tháng, nhưng lệnh bổ nhiệm sẽ không thay đổi, chỉ cần hắn tách mình ra khi giám sát bộ tra hỏi, những chuyện này sẽ biến mất một cách thần kỳ. Nhưng Kim Hổ không làm thế, còn nói Kim Hổ là do hắn giết, một nữ nhân yếu ớt không gánh được chuyện này. Hắn rất rõ một nữ nhân ẩn nhẫn bao nhiêu năm vì sao lại mạo hiểm giết Chu Thụy, tất cả đều là vì hắn, không muốn hắn chịu chút cảm giác nhục nhã nào. Ăn hết bát mì, Kim Hổ thấy toàn thân tràn trề sức mạnh, sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Vân Chiêu. Mặt tướng tham kiến, bệ hạ, Kim Hổ quỳ một chân xuống, ngươi cầu xin cho nữ nhân ngu xuẩn kia. Bẩm bệ hạ, đó là nữ nhân của mặt tướng, con của mặt tướng, nếu mặt tướng cả chút trách nhiệm cũng không có, bệ hạ càng xem thường mặt tướng. Khốn kiếp, Vân Chiêu rít qua kẽ răng, ngươi làm trẫm quá thất vọng rồi đấy. Kim Hổ cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt Vân Chiêu, bản thân hắn cũng rất day dứt, nhưng hắn rơi vào hoàn cảnh đó không có lựa chọn nào khác. Đừng ỷ được triều sinh kiêu. Bệ hạ nói phải ạ.
Vân Chiêu chắp tay sau lưng đi lại ngoài cửa sổ. Ngươi trung quy vẫn phải lựa chọn. Trên đời chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ rất ít. Ngươi cứ cố chấp như thế, nói không chừng sẽ mất hết. Kim Hổ ngẩng đầu lên, khi thần kinh thành về Ngọc Sơn là đã lựa chọn rồi, thề chết phục vụ Đại Minh. Vân Chiêu nghe vậy mặt giãn ra phần nào, khẽ thở dài, đại trượng phu lo gì không có thê tử, ngươi lại lựa chọn cái tệ nhất. Giờ trẫm còn có thể dung thứ cho ngươi vài phần, đợi tới khi luật pháp đế quốc đã vẹn toàn, ngươi làm thế sẽ hại chết mình. Kim Hổ lý nhí, mặt tướng sở dĩ dám gánh lấy là vì biết bệ hạ nhân từ sẽ cho mặt tướng một con đường sống. Vân Chiêu nhìn Kim Hổ, ngươi đổ máu, chinh chiến vì nước, mỗi phần công lao trẫm đều nhớ, trong thế hệ này, trẫm coi trọng nhất là ngươi và Hạ Hoàn Thuần. Nay Hạ Hoàn Thuần đã đi Tây Vực, còn ngươi định ở đây tiếp tục đọc sách à? Kim Hổ dập đầu rơi lệ, bệ hạ, mặt tướng là thế đấy, không thể phản bội đế quốc, nhưng cũng không thể vứt bỏ nữ nhân đáng thương đó. Chu Minh đã mất rồi, bọn họ không thể gây sóng gió gì cả, nếu có, bệ hạ chỉ cần nói một câu, mặt tướng sẽ giết sạch. Xin bệ hạ khai ân. Vân Chiêu hậm hực, cho bọn chúng sống đã là nhân từ lớn nhất của trẫm rồi. Xin bệ hạ ra ân, thần nguyện lấy tính mạng cả nhà ra đảm bảo. Trẫm chuyên môn đổi tên cho ngươi là để ngươi cắt đứt với quá khứ, nhưng ngươi quá vô dụng, vì một nữ nhân, vứt bỏ cả tiền đồ tốt đẹp, còn cực cả tính mạng Mộc Vương phủ vào, đáng không? Vi thần nhìn thấy hoàng đế Sùng Trinh tiền triều, khi đó ông ta điên rồi, tay cầm một khẩu hỏa súng, chạy đông chạy tây như con ruồi không đầu. Kim Hổ liên tục dập đầu tới tóe máu, khi Hàn bộ trưởng uống rượu với ông ấy, thần ở gần bên. Thần nhìn thấy ông ta bỏ rượu ngon, chọn rượu độc, uống hết cả ấm đầy, uống tới thất khiếu chảy máu vẫn uống mãi. Trước khi chết còn hô lên, Đại Minh hết rồi, Đại Minh hết rồi. Bệ hạ Chu Minh đúng là hết rồi, khi đó trong lòng thần còn thống khoái vô cùng, vì thần hiểu, chỉ có Chu Minh sụp đổ, Lam Điền ta mới có thể cứu vớt bách tính. Không chết không có sinh, thần vì bệ hạ gieo hò, vì Đại Minh mới mà gieo hò. Nhưng Chu Mỹ Sắc chỉ là một nữ tử đáng thương, mọi chuyện nàng làm đều vì sợ hãi mà ra, vì thần có thể vứt bỏ hoàng đế Chu Minh, nhưng không thể vứt bỏ nàng, vì nàng chính là chút lương tâm còn sót lại của thần. Các bạn vừa nghe xong tập 98 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.